Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 42. Một cơn choáng váng ập tới. Trong đầu anh văng vẳng giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, nhóc con, cậu tỉnh rồi. Diệp Bắc Minh mở mắt hỏi, Thanh Huyền Tông. Anh đang nằm trên giường Nguyệt Phong. Bắc Minh. Hạ Nhược Tuyết bước tới nói, anh hôn mê cả ngày dài rồi. Diệp Bắc Minh bật dậy, tình hình mọi người thế nào rồi, có ổn không? Trong khoảng thời gian anh hôn mê, Thanh Huyền Tông không xảy ra việc gì chứ? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu đáp, tất cả mọi người đều rất ổn, em đã nghe về chuyện Trụy Long Cốc rồi. Bây giờ chẳng ma nào dám trêu chọc Thanh Huyền Tông chúng ta hết, đến cả nhà họ Chu thuộc gia tộc Thượng Cổ cũng phái người đến đây xin hòa giải. Còn có minh chủ của Võ Đạo Minh và những gia tộc như nhà họ Đỗ cũng tự mình đến đây thăm hỏi. Bởi vì anh còn đang hôn mê nên em đã nhờ bọn dì Nguyệt tiếp đón bọn họ rồi. Diệp Bắc Minh đăm chiêu, Nhược Tuyết, em đã tiến vào cảnh giới võ thánh rồi ư? Hạ Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu, đúng vậy, dù gì cũng nhờ vào máu rồng của anh. Em mới tu luyện được mấy ngày mà cảnh giới đã tiến bộ rõ rệt một bước lên trời, em cũng không biết sao lại tới võ thánh rồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, nói tính ở đâu ra thế, em tập võ còn chưa tới một năm nhỉ. Nếu bị mấy kẻ ở thế giới bên ngoài biết, bọn họ sẽ ghen tị lắm đấy. Mới một năm, mà đã thành võ thánh. Đúng là không hổ danh thể kiếm tâm, thật đáng sợ. Hạ Nhược Tuyết tiến lên, rúc vào lồng ngực Diệp Bắc Minh, em không có hứng thú gì với giới tu võ. Nếu so sánh nó với sự an toàn của anh thì em càng mong rằng anh sẽ không bao giờ gặp chuyện không may. Bắc Minh, anh biết không? Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Khi em biết gia tộc Thượng Cổ đều đến Trụy Long Cốc, lòng em lo mất ăn mất ngủ. Vì sự an toàn của em, các sư tỷ đều bảo em ở lại bảo vệ Thanh Huyền Tông. Mãi đến khi tin tức truyền tới, tảng đá nặng trĩu trong lòng em mới buông xuống. Diệp Bắc Minh ôm chặt Hạ Nhược Tuyết, để em lo lắng rồi. Hai người ôm ấp nhau, không khí trong phòng dần mờ ám hơn. Ngay khi cả hai đang chuẩn bị đi tới bước tiếp theo. Rầm. Một tiếng nổ truyền tới, cả Thanh Huyền Tông chấn động. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm xuống, còn dám tới đây à? Ở trước sơn môn Thanh Huyền Tông tấp nập người qua kẻ lại. Tất cả đều là các tông môn, gia tộc đến đây để xu nịnh Thanh Huyền Tông. Tiếc rằng bây giờ Thanh Huyền Tông đã khác xưa rồi, không còn là nơi bọn họ muốn đến là đến. Bỗng nhiên, một nam một nữ từ trên trời đáp xuống. Người đàn ông mang dáng vẻ lạnh lùng. Người mặc chiến giáp. Còn cô gái vô cùng diễm lệ, ở khóe miệng có một cái nốt ruồi. Hai người không thèm coi ai ra gì nghênh ngang đi vào Thanh Huyền Tông. Đứng lại, Thanh Huyền Tông. Một đệ tử Thanh Huyền Tông bước lên, câu nói còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang. Người đàn ông kia vừa dậm chân thì mười mấy vị đệ tử của Thanh Huyền Tông ngay trước mắt đã nát vụn. Có chuyện gì thế? Mọi người ở đây khiếp hãi, hoảng sợ nhìn qua. Cô gái có nốt ruồi nơi khóe miệng lạnh giọng nói, trong vòng 15 phút, bảo kẻ đứng đầu Thanh Huyền Tông, Diệp Bắc Minh, ra gặp bọn tôi ngay. Từ giờ trở đi, trễ quá 10 giây thì giết 1.000 người. Mãi đến khi Diệp Bắc Minh xuất hiện mới dừng. Dứt lời, trong lòng bàn tay người phụ nữ đó xuất hiện một thanh kiếm dài màu xanh lam. Cô ả tung kiếm quét ngang không gian. Phụt, 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 nháy mắt, hơn 1.000 cái đầu người lăn lóc. Á! Bố ơi! Mẹ ơi! Ông nội! Con ơi! Tông chủ! Không! Một tràng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, có người đỏ bừng mắt căm tức nhìn người phụ nữ vừa xuất chiêu kia, bọn tôi không phải là người của Thanh Huyền Tông, sao cô lại lạm sát người vô tội thế? Bọn ta không hề biết cô là ai, cũng không thù không oán. Cô là ai chứ? Nhà họ Giang, trên người cô ta có dấu hiệu của nhà họ Giang. Cho dù có là người của nhà họ Giang thì cũng không thể vô cớ giết người như thế được. Tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ. Người phụ nữ có nốt ruồi nơi khóe miệng ấy chỉ thản nhiên nói hai từ ồn ào. Xong cô ta đưa tay lên tung ra một kiếm nữa, mấy người vừa lên tiếng kia chốc lát đã biến thành máu bay đầy trời. Tất cả câm như hến. Người phụ nữ có nốt ruồi khóe miệng kia cười nói, vừa rồi kêu to lắm mà, sao giờ không nói nữa đi. Ngay sau đó, ui ra, 10 giây hết rồi. Để tao xem giờ nên giết ai đây. Người phụ nữ có nốt ruồi khóe miệng cười khinh khỉnh,
liếc mắt nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Xoạt xoạt xoạt, những kẻ bị cô ta liếc mắt nhìn qua đều hoảng sợ lùi ra sau. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Lãnh Nguyệt, sát chủ, Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa và Vương Kiếm Sinh vội vàng chạy tới. Ngoài bọn họ ra còn có Đỗ Vũ Hằng và Đỗ Băng Nhược. Và cả đám người Tôn Kiếm Khung của Võ Đạo Minh. Ngay khi Chu Cửu U thấy hai người kia thì biến sắc, Giang Sát, Giang La. Sao hai người lại đến đây? Giang La giở chứng nói, ai ra, là lão quái vật của nhà họ Chu kìa. Từ khi nào gia tộc thượng cổ lại làm bạn với loại tông môn hạng ba như Thanh Huyền Tông này thế? Nhà họ Chu các ngươi không sợ mất mặt à? Ánh mắt Chu Cửu U u ám, Giang La, tôi cảnh cáo cô một câu, đừng nhục mạ nhà họ Chu. Giang Sát bước ra, một luồng khí tức bạo ngược ập tới, hôm nay tôi cứ muốn nhục mạ nhà họ Chu đấy, ông làm gì được chứ? Chu Cửu U hoảng sợ lùi ra sau cậu. Giang La che miệng cười khẩy, nhà họ Chu là cái thá gì chứ? Tưởng đều là gia tộc thượng cổ với nhà họ Giang nên cùng một cấp bậc thật hả? Gân xanh trên trán Chu Cửu U nổi rõ. Mọi người ngơ ngác. Ông ta đường đường là lão tổ của nhà họ Chu vậy mà đến dám cũng không dám thả ư. Giang Sát ngẩng cao đầu nói, 10 giây hết rồi, giết đi. Giang La liếm môi nói, vâng. Ánh mắt cô ta u ám, nhìn về phía bọn sát chủ và Lãnh Nguyệt. Nếu giết hết bọn bây thì chắc tên Diệp Bắc Minh kia sẽ không làm rùa đen rụt cổ không ra đâu nhỉ. Cô ta đưa tay lên tung kiếm. Lãnh Nguyệt, sát chủ, Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh và một đám nhân vật cấp cao của Thanh Huyền Tông kinh hãi, luồng sát ý đáng sợ đang ập tới chỗ bọn họ. Sự áp chế của cảnh giới cao hơn khiến bọn họ không chút sức phản kháng. Tiêu rồi. Gương mặt già nua của Thạch Thiếu Giang trắng bệch. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp không trung. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng thì thấy một con huyết long từ trên trời giáng xuống. Em gái, cẩn thận. Giang Sát hét to, gã cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Gã định ra tay chặn đòn. Nhưng tiếc rằng đã quá muộn. Huyết long giáng thẳng xuống, tiếng ầm vang rõ to vang lên. Phụt! Giang La không thể đỡ được đòn đánh ấy, cô ta phun ra một ngụm máu tươi. Gân mạch cả người bị một kiếm đánh nát. Cô ta quỳ rạp xuống đất như con chó la liếm. Một người thanh niên từ trên trời đáp xuống, chân đạp lên đầu Giang La nói, trông giống kẻ điên thật đó. Mày! Giang La khiếp sợ, cô ta đang ở cảnh giới thần chủ trung kỳ đấy. Vậy mà lại bị một kiếm đánh tàn phế ư? Điều này không thể nào. Lãnh Nguyệt mừng rỡ, Bắc Minh. Sát chủ gật đầu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tông chủ. Mấy người Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa và Vương Kiếm Sinh vô cùng kích động. Người của Thanh Huyền Tông lại càng phấn khích hơn nhiều. Đây chính là tông chủ của Thanh Huyền Tông, Diệp Bắc Minh ư. Thật trẻ tuổi. Đâu chỉ trẻ mà thủ đoạn của người ta còn rất cứng đấy. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Diệp Bắc Minh, bọn họ nhìn anh rất lâu. Giang Sát thấy em gái mình bị đánh tàn phế thì âm u nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, mày chính là Diệp Bắc Minh à? Được, được lắm. Tao và em gái tao sống nương tựa lẫn nhau, mà giờ mày dám động đến nó. Diệp Bắc Minh dậm chân. Đầu của Giang La nổ tung giống như trái dưa hấu. Không, em gái. Giang Sát gào lên đau xót như đứt ruột đứt gan. Cảm giác như cả thế sắp sụp xuống, Diệp Bắc Minh, em gái là niềm hy vọng duy nhất mà tao gửi gắm ở thế giới này. Vậy mà mày lại giết em ấy ư? Hôm nay, cho dù mày có chết hàng nghìn lần thì cũng không thể nào đền bù được sinh mạng của em gái tao. Dứt lời, trong tay Giang Sát lại có thêm một thanh giáo dài, gã bùng lên luồng sát khí ngút trời. Rồi lao về phía Diệp Bắc Minh. Anh mỉm cười, phiền mày sau này có phái người giết tao thì phái kẻ mạnh hơn xíu. Ít nhất là mạnh hơn cảnh giới thần chủ nhé. Cái thứ rác rưởi mà cũng đến Thanh Huyền Tông diễu võ dương oai à. Anh đưa tay lên, kiếm đoạn long xuất hiện. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều bị kiếm đoạn long thu hút. Trên thân kiếm màu đen có một con huyết long đỏ rực cuốn quanh. Gầm gừ, tiếng rồng ngâm vang lên. Ầm ầm ầm, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên như làn sóng thần bao phủ Giang Sát, chói mắt khiến người ta không mở nổi con mắt. Sau khi mọi thứ yên lặng trở lại, Giang Sát đã nằm trên mặt đất. Binh khí trong tay và chiến giáp trên người gã đã bị hỏng, máu tươi đầm đìa khắp người.
hai cái đùi biến mất, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to tổ bố, dáng vẻ còn thê thảm hơn con chó chết dại ngoài đường. Tất cả khiếp đảm. Giang Sát không tin vào mắt mình, gã hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn vào Diệp Bắc Minh, mày. Mày. Sao lại như thế chứ? Sức mạnh của mày. Sao lại đáng sợ như vậy chứ? Hoảng sợ, run rẩy, khiếp hãi. Giang Sát nằm mơ cũng không ngờ rằng thực lực của Diệp Bắc Minh lại cao cường đến vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ, cuối cùng gã cũng đã hiểu ra có chuyện gì xảy ra ở Trụy Long Cốc rồi. Các gia tộc thượng cổ bị thâu tóm không oan chút nào. Diệp Bắc Minh cười nhạo gã, mày tưởng rằng chỉ có gia tộc thượng cổ mới có lực lượng phá hủy thiên địa hay sao? Sắc mặt Giang Sát trắng toát, gã cắn răng quát, Diệp Bắc Minh, thả tao ra đi. Mày không thể giết tao được, tao là người phụng mệnh kiếm thần của nhà họ Giang đến lấy đầu mày. Nếu mày không muốn cả Thanh Huyền Tông diệt vong thì chỉ còn mỗi một cách mà thôi. Tự chém đầu mình rồi sau đó hai tay dâng kiếm long đổ lên. Nếu không, không chỉ mình mày phải chết mà người thân, bạn bè bên cạnh mày và tất cả người của Thanh Huyền Tông đều phải chết. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Đến tận bây giờ mà Giang Sát còn chưa rõ tình hình của mình thế nào à? Diệp Bắc Minh cười nói, yên tâm đi, nhà họ Giang đã nằm trong danh sách đen của tao rồi. Còn về phần mày, ha ha ha, bỗng nhiên. Diệp Bắc Minh nhấc chân bước lên, thi triển ảnh thuấn. Thoáng chốc anh đã xuất hiện trước mặt một người đàn ông trung niên tóm lấy bờ vai người nọ. Rồi đưa người tới bên cạnh Giang Sát. Người đàn ông trung niên kia vô cùng sợ hãi nói, Diệp Tông Chủ, cậu định làm gì thế? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, ông là trinh sát của nhà họ Giang phải không? Mặt mày người đàn ông trung niên tái mét, cậu, sao mà cậu biết được chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Dưới tay tôi có một tiểu đội, cách che giấu khí tức của bọn họ mạnh hơn ông nhiều. Ngay sau đó, anh nhìn về phía Giang Sát nói, à phải rồi, mượn cái này dùng chút. Giang Sát khó hiểu bèn hỏi, cái gì? Diệp Bắc Minh bình thản thốt, đầu mày. Rồi anh đưa tay lên vung kiếm chém xuống. Mày không thể. Giang Sát mở to mắt, không tin vào hiện thực hét lên, nhưng lại không được nói hết lời chăn chối. Kiếm khí đã hiện lên. Một cái đầu người bay vút lên rồi đáp xuống ngay lòng bàn tay của trinh sát nhà họ Giang. Diệp Bắc Minh xoay người bước đi, nói, đem đầu của gã về cho kiếm thần nhà họ Giang, thuận tiện chuyển lại một câu. Đợi đến khi tôi rảnh rỗi thì sẽ tự mình ghé nhà họ Giang lấy đầu ông ta. Dứt lời, anh đã biết mất rồi. Cả không gian tĩnh lặng. Á, người đàn ông trung niên ôm đầu Giang Sát, biểu cảm vô cùng dữ tợn. Ông ta sợ tới mức ngã phịch xuống mặt đất tè ra quần. Mọi người khiếp sợ há to miệng, đến cả hô hấp cũng trở thành một điều xa xỉ. Bọn họ ngơ ngác nhìn hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Đôi mắt già nua của Chu Cửu U đăm chiêu, tôi có cảm giác thằng nhóc này đáng sợ hơn mấy ngày trước nhiều. Lãnh Nguyệt nuốt nước miếng nói, ừng ực. Lam Nhi, bà nuôi dạy đứa nhỏ này như thế nào vậy? Hung tàn quá. Sát chủ mỉm cười nói, sư huynh. Sát phạt quyết đoán. Đi theo đạo tàn sát, giờ mới giống đồ đệ của chúng ta. Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa và Vương Kiếm Sinh kích động run cả người, tông chủ, vô địch. Trong góc tối, ở đó có hai cô gái đứng đằng xa quan sát hết tất cả. Người nọ chính là Nhan Như Ngọc và La Vãn Vãn. La Vãn Vãn hé khuôn miệng nhỏ nhắn nói, chị Nhan nè, tên Diệp Bắc Minh này không giống người khác. Cậu ta chính là người trong lời tiên tri của tinh cung chúng ta thật sao? Nhan Như Ngọc đăm chiêu đáp, tạm thời còn chưa biết, nhưng... Cô ta nhíu mày nói tiếp, quả thật cậu ta rất giống với người trong lời tiên đoán kia. La Vãn Vãn nghi ngờ hỏi, chị xem nó rồi ư? Chị không chắc. Nhan Như Ngọc lắc đầu bảo, ngày ấy, tuy chị cũng ở đó. Nhưng cách tế đàn khá xa. Chắc chắn tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão thấy rõ nhưng góc nhìn của chị lại không thấy rõ như thế. Thần thái và dáng vẻ đều có chút tương đồng, nhưng về mặt khác thì chị không biết. La Vãn Vãn hít một hơi, vậy còn đợi gì nữa chứ? Mau báo chuyện này cho tông chủ thôi. Nhan Như Ngọc thở dài đáp, em thật là, tông chủ có nhiều kinh nghiệm lắm, lỡ như chỉ là người giống người thì sao? Vậy phải làm sao đây? La Vãn Vãn hỏi. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, rất đơn giản, đến hỏi thẳng thôi. Hả? La Vãn Vãn sững sờ.
ngay khi vừa mới bước ra khỏi sơn môn Thanh Huyền Tông. Trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói, Đồ Nhi. Đó chính là giọng nói của thần chủ tuyệt thế, vị sư phụ thứ 100 của anh. Diệp Bắc Minh sửng sốt, hình như giọng nói này được truyền tới thông qua tháp Càn Khôn Chấn Ngục thì phải. Sư phụ, sao người bỗng nhiên truyền tin đến thế? Diệp Bắc Minh nhanh nhẹn hỏi, con còn nhớ là từ sau lần trước đến giờ vẫn chưa liên lạc với người được. Ha ha ha! Thần chủ tuyệt thế cười to, ta cũng từng là chủ nhân của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bây giờ vẫn còn có chút mối liên hệ diệu kỳ với nó. Vậy nên, nếu ta trả giá một chút thì có thể liên lạc với con. Được rồi, cái giá phải trả khá lớn, ta không nhiều lời nữa. Thần chủ tuyệt thế trầm ngâm nói, Đồ Nhi, con có nhớ rõ không? Trước kia ta đã từng nói rằng biết đâu tương lai sẽ có việc nhờ con ấy. Diệp Bắc Minh gật đầu nói, mời sư phụ nói. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền lời về, không biết. Diệp Bắc Minh nhướng mày, vậy mà ông không biết hả? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận nói, nhóc con à, cậu thăng cấp bản thân mình. Liệu có từng nghĩ đến cái tháp này hay không? Nếu cậu để cho tôi hấp thụ nhiều năng lượng hơn chút thì tôi đã vô địch từ lâu rồi. Bây giờ thực lực của tôi quá thấp, nếu thực lực cao hơn chút thì đã tóm được người kia đến đây rồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh cứng ngắc. Khi anh vừa định nói gì, bỗng cảm giác có người đang tới gần. Ai đó, mau bước ra. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Nhan Như Ngọc và La Vãn Vãn đi tới, kinh ngạc, chúng ta có thứ giúp che giấu khí tức, vậy mà anh cũng có thể nhận ra sao? Diệp Bắc Minh thầm nghĩ, vậy mà sư phụ có thể cảm nhận được sao? Vậy trong hai người này sẽ có một người là con gái của sư phụ. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh đã đoán ra đó là ai? Chính là cô gái có dáng người khá cao kia. Dung nhan cô gái ấy trong veo như nước nhưng lại rất lạnh lùng. Nếu nói thẳng ra thì trong số tất cả cô gái mà Diệp Bắc Minh từng gặp. Chỉ bàn về nhan sắc, tất cả cô gái bên cạnh anh đều không đẹp bằng cô ta. Cho dù là các sư tỷ, Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đều thua kém cô gái đó. Lẽ nào điều sư phụ nói là thật sao? Con gái người là đệ nhất mỹ nữ của đại lục thượng cổ ư, anh nghĩ thầm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Này! Bỗng có tiếng gọi kéo anh về. Diệp Bắc Minh hoàn hồn. Chỉ thấy La Vãn Vãn đưa tay chống nạnh, một bàn tay còn lại chỉ vào Diệp Bắc Minh, sao anh cứ nhìn chằm chằm chị Nhan thế? Nhan Như Ngọc cũng hơi nhíu mày lại. Mặc dù cô ta là một mỹ nữ, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cô ta cũng rất không thoải mái. La Vãn Vãn quát, anh không được phép nhìn chị ấy, muốn nhìn thì phải nhìn tôi. Tôi có chỗ nào thua kém chị ấy chứ? Cho dù là dung mạo, dáng người, thiên phú tập võ, còn có trí tuệ của tôi nữa. Cũng đều không hề thua kém chị Nhan anh biết không? Diệp Bắc Minh đau đầu, cô trông như củ cải vậy, có cái gì đẹp chứ? Anh nói cái gì? La Vãn Vãn tức giận dậm chân. Nhan Như Ngọc cười khúc khích. La Vãn Vãn nóng nảy, chị Nhan, chị còn cười được sao? Nhất định là chị nói cho anh ta biết biệt danh của em. Nhan Như Ngọc lắc đầu, chị và em cùng nhau đến đây, đây cũng là lần đầu tiên được gặp cậu ta, chị không nói. Vậy tại sao anh ta lại biết được, La Vãn Vãn không tin. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, hóa ra cô có biệt danh, là gì vậy? Sẽ không phải là củ cải nhỏ chứ? La Vãn Vãn sắp điên rồi, không được gọi tôi là củ cải nhỏ. Nhà họ Giang, trước cửa lớn của tổ miếu. Một người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, hai tay nâng đầu của Giang Sát lên trên cao. Lão tổ, Diệp Bắc Minh kia đã nói như vậy. Trừ người này ra, tất cả các nhân vật cấp cao của nhà họ Giang đều ở đây. Cái chết của Giang Sát và Giang La đã làm cho cả nhà họ Giang chấn động. Cái gì? Diệp Bắc Minh thật sự nói như vậy. Cậu ta đúng là to gan, lại dám nói mấy câu đại nghịch bất đạo như giết lão tổ ư. Tất cả mọi người nhà họ Giang đều nổi giận, đỏ mặt tía tai. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tím quát lạnh, Thanh Huyền Tông, nên diệt. Diệp Bắc Minh, nên giết. Nên giết. Nên giết. Nên giết. Sắc mặt một đám người trẻ tuổi nhà họ Giang đỏ bừng, giận dữ cất cao giọng hét lên. Người đàn ông trung niên mặc áo bào tím bước ra từng bước, đi đến phía trước tổ miếu. Người này đúng là gia chủ bây giờ của nhà họ Giang. Giang Biệt Vân. Chỉ thấy,
Giang Biệt Vân quỳ gối ở trước tổ miếu, lão tổ, ngài đã bế quan hơn 3.000 năm, bây giờ bên ngoài đã coi nhà họ Giang chúng ta thành cái gì? Thục Nhàn và Kiếm Dung chết ở trong tay tên Diệp Bắc Minh kia, bây giờ ngay cả hai vị tùy tùng bên cạnh ngài cũng đều bị Diệp Bắc Minh giết. Tên súc sinh này còn dám ăn nói ngông cuồng, muốn đến nhà họ Giang để giết ngài. Đôi mắt Giang Biệt Vân đỏ bừng, quỳ trên mặt đất dập đầu, lão tổ, cho dù ngài có thể nhịn được cơn giận này. Nhưng con cháu nhà họ Giang tuyệt đối không nhịn được. Mấy nghìn người phía sau trăm miệng một lời, hướng về phía tổ miếu hét lớn, lão tổ, con cháu nhà họ Giang không nhịn được. Bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch, mấy nghìn người đồng loạt quỳ xuống. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Cầu xin lão tổ rời núi, tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Tiêu diệt Thanh Huyền Tông, đề cao nhà họ Giang. Ngay sau đó, cánh cửa tổ miếu chậm rãi mở ra. Vèo. Mấy ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía không gian tối đen phía sau cánh cửa, khẩn trương đến mức trái tim cũng như muốn ngừng đập. Dưới ánh mắt của vô số người, một lão già chắp hai tay sau lưng, dáng người hơi còng chậm rãi đi tới. Mái tóc trắng xóa tràn ngập dấu vết năm tháng. Trên mặt ông ta toàn là những nếp nhăn thật sâu. Đôi mắt vô cùng nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Thanh Huyền Tông. Chỉ là một lão già nhìn như bình thường. Lại mang theo một cảm giác áp bách rất mạnh. Đám người nhà họ Giang ngừng thở. Không ai dám thở một cái nào. Người này đúng là kiếm thần của nhà họ Giang, Giang Kiếm Trần. Không biết qua bao lâu, Giang Kiếm Trần mới phun ra một câu, Diệp Bắc Minh. Giết cậu ta, đâu cần bản tổ tự mình ra tay. Ngay sau đó, Giang Kiếm Trần thét dài một tiếng, kiếm đến. Vèo. Một luồng ánh sáng màu vàng bay ra từ trong tổ miếu, lơ lửng ở giữa không trung. Đám người nhà họ Giang ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là một thanh bảo kiếm màu vàng. Đây là... Giang Biệt Vân quỳ trên mặt đất vô cùng khiếp sợ, kiếm thí thần. Mấy lão già phía sau cũng kích động tiến lên, lão tổ, ngài đã luyện thành kiếm thí thần rồi sao? Giang Kiếm Trần thản nhiên gật đầu, bế quan 3.000 năm, cuối cùng đã luyện thành. A. Đám người nhà họ Giang kích động đến mức cả người run rẩy, hít sâu một hơi lạnh. Nhà họ Giang vốn là ở đại lục thượng cổ, nhưng sau đó gia tộc suy bại, lại bị kẻ thù đuổi giết. Rơi vào đường cùng mới chạy trốn tới đại lục chân võ. Kiếm thí thần, thanh kiếm chấn tộc của nhà họ Giang, không ngờ đã được lão tổ rèn thành công. 3.000 năm, hôm nay hãy thử độ sắc bén của nó đi. Giang Kiếm Trần thét dài một tiếng, cách đây trăm ngàn dặm. Hãy lấy đầu của Diệp Bắc Minh. Hào khí tận trời, không gì sánh nổi. Kiếm thí thần giống như là sống lại, trực tiếp lao ra khỏi nhà họ Giang. Nó lao thẳng lên trời xanh như một cây cầu vòng vắt qua trời, xông thẳng một mạch lên cao hàng chục ngàn mét. Cùng lúc đó, vô số tông môn và thế lực đều cảm nhận được lực lượng của kiếm thí thần, đều ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao. Ở sâu trong nhà họ Lăng, mười mấy nhân vật cấp cao đang tập trung một chỗ, thảo luận về Thanh Huyền Tông và Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, ầm 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 ầm, trên cái bàn cao thờ phụng tổ tiên, một cái hộp màu đen đột nhiên chấn động. Sao lại thế này? Thương Lăng Vân đã yên lặng mấy ngàn năm, sao đột nhiên lại có động tĩnh? Mười mấy nhân vật cấp cao của nhà họ Lăng đều ngây ra. Một lão già nhíu mày lại, Thương Lăng Vân là thần khí đứng đầu, nó có dao động gì đó. Trừ khi là cảm nhận được thần khí giống nó xuất thế. Mọi người sửng sốt. Một lão già mặc áo bào trắng nhíu mày, chẳng lẽ có người sử dụng thần khí sao? Mau, mau đi thăm dò cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một lát sau, một người đàn ông trung niên vội vàng vọt vào, các vị lão tổ, có chuyện lớn xảy ra rồi. Nói, ánh mắt mười mấy lão già trầm xuống. Người đàn ông trung niên run lên, kiếm thần của nhà họ Giang xuất quan, ông ta đã điều động kiếm thí thần đi giết Diệp Bắc Minh cách đó hàng trăm ngàn dặm. Cái gì? Mười mấy lão già đều ngây người. Lão già mặc áo bào trắng kia lại hít một hơi lạnh, kiếm thí thần. Sao có thể? Tương truyền thanh kiếm này vô cùng nổi tiếng ở đại lục thượng cổ, năm đó bởi vì nhà họ Giang có tài liệu rèn luyện ra nó cho nên mới bị đuổi giết. Nhà họ Giang lại có thể rèn ra một thanh kiếm thí thần mới ư. Như vậy, Diệp Bắc Minh xong đời rồi. Nhà họ Ngạo, ở sâu bên trong. Trong một tòa bảo tháp cổ xưa.
Trên tầng cao nhất của bảo tháp có ba lão già đang ngồi khoanh chân. Phía trước thờ phụng một thanh bảo đao màu đen cực kỳ bá đạo. Đột nhiên, bảo đao màu đen kịch liệt chấn động, bay thẳng lên cao. Nếu không phải trong bảo tháp có ký hiệu trận pháp khởi động, ngăn cản nó lại, nó đã sớm phá không lao đi rồi. Đao Ngạo Thiên có phản ứng. Sao lại thế này? Ánh mắt của ba lão già co rút lại. Nhà họ Dạ, trong một cung điện cổ xưa. Nơi này không ngừng có hương khói, chỗ sâu nhất thờ phụng thanh kiếm Chu Tà của tổ tiên nhà họ Dạ. Đột nhiên, kiếm Chu Tà phát ra một tiếng kiếm kêu, không ngờ lại chủ động ra khỏi vỏ. Sao kiếm Chu Tà lại đột nhiên thức tỉnh? Mau đi cha! Nhà họ Dạ hoàn toàn chấn động. Gần như cùng lúc đó, nhà họ Chu, nhà Đạm Đài cũng đều xảy ra những chuyện giống y như vậy. Không chỉ là bọn họ, mà trong các tông môn khác cũng đều xảy ra chuyện tương tự. Lập tức phái người đi thăm dò. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sau một lát, bọn họ nhận được đến một tin tức đáng sợ. Kiếm thần của nhà họ Giang xuất quan, khởi động kiếm thí thần lao về hướng Thanh Huyền Tông, chuẩn bị giết chết Diệp Bắc Minh. Cái gì? Nhà họ Giang đã luyện ra kiếm thí thần thành công ư? Sao có thể? Vô số người ngây ra, vô cùng hoảng sợ. Tất cả đều nhìn về phía phương hướng của Thanh Huyền Tông, ai nấy đều có vẻ mặt đồng tình, kiếm thí thần xuất hiện, Thanh Huyền Tông xong rồi, Diệp Bắc Minh cũng xong rồi. Thanh Huyền Tông, trong đại điện của Nguyệt Phong, La Vãn Vãn ngồi uống trà, về sau đừng gọi tôi là củ cải nhỏ nữa, anh nhớ kỹ cho tôi. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, được rồi, củ cải nhỏ. La Vãn Vãn phun ra một ngụm nước trà. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, cậu Diệp đừng trêu chọc cô ấy nữa, cậu không nghĩ về chuyện tôi vừa nói một chút nào sao? Chúng tôi quả thật đến từ tinh cung, cả đại lục chân võ chỉ có tinh cung mới có được lực lượng đi đến đại lục thượng cổ. Chỉ cần là người tu võ có được thực lực rời khỏi đại lục chân võ, chắc chắn sẽ phải thông qua tinh cung. Cậu không muốn suy nghĩ sao? Nhan Như Ngọc mỉm cười. Diệp Bắc Minh đang định từ chối. Bỗng nhiên, trong đầu truyền đến một giọng nói, nhóc con, có nguy hiểm. Có một thanh kiếm, là thần khí cao cấp đang lao về phía Thanh Huyền Tông. Hình như mục tiêu của nó chính là cậu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ. Anh cũng có chung ý thức với tháp càn khôn chấn ngục, tôi nhìn thấy rồi. Anh trực tiếp đứng dậy, đi ra bên ngoài đại điện, cô Nhan, cô La, các cô chờ tôi một lát, tôi còn có chút việc. Nhan Như Ngọc nhướng mày, cậu làm sao vậy? Vừa dứt lời, một miếng ngọc bội trước ngực Nhan Như Ngọc đột nhiên lóe sáng. Cô ta biến sắc, có nguy hiểm. Sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng của Diệp Bắc Minh, không thể nào. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể cảm nhận được nguy hiểm trước cả mình? Cô ta vội vàng đứng dậy, đuổi theo Diệp Bắc Minh. La Vãn Vãn ngây người ra, chị Nhan, hai người làm sao vậy? Cô ta cũng lập tức theo sau. Vừa mới đi ra khỏi đại điện, chỉ thấy một luồng sáng vàng giống như sao băng cắt qua trời cao, lao về phía Thanh Huyền Tông. Đó là cái gì? Trong Thanh Huyền Tông, vô số người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ai nấy cũng đều cảm nhận được một loại sát ý khủng bố bao phủ toàn bộ Thanh Huyền Tông. Minh Nhi, Lãnh Nguyệt và sát chủ nhanh chóng chạy tới nơi. Mấy người Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Tô Thanh Ca cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn kiếm thí thần trên không trung. Khuôn mặt già nua của Thạch Thiếu Giang vô cùng nghiêm nghị, tông chủ, thanh kiếm này có lai lịch gì? Bách Lý Phong Hoa nhíu mày lại, mặc kệ là lai lịch gì. Chắc chắn thanh kiếm này đến đây vì chúng ta. Vương Kiếm Sinh nuốt một ngụm nước bọt, thanh kiếm này lại có thể chủ động bay đến nơi này, chỉ sợ là một thanh thần kiếm, còn là thần khí đứng đầu. Ở phía sau đám người, La Vãn Vãn kinh ngạc, chị Nhan, đây là binh khí của kiếm thần nhà họ Giang đi. Hình như là nhằm vào Thanh Huyền Tông. Chúng ta có cần nhắc nhở Diệp Bắc Minh một chút không? Nhan Như Ngọc suy nghĩ một lát. Nhẹ nhàng lắc đầu, cứ xem trước rồi tính. Nếu cậu ta không ngăn cản được, chúng ta sẽ ra tay sau. La Vãn Vãn cười, cũng đúng, như vậy mới có thể khiến anh ta chịu gia nhập tinh cung. Ở bên ngoài Thanh Huyền Tông, đám người của các gia tộc lớn đều chạy tới, đứng xa xa nhìn kiếm thí thần trên bầu trời Thanh Huyền Tông. Kiếm thí thần sẽ tiêu diệt Thanh Huyền Tông sao? Điều này còn cần phải hỏi nữa sao? Kiếm thí thần xuất hiện,
có khi toàn bộ Thanh Huyền Tông sẽ phải biến mất. Mấy lão già nghị luận. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được sát ý trước nay chưa có. Anh ngẩng đầu nhìn kiếm thí thần trên không trung, kiếm đoạn long lại chủ động xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm nhận được một ý chí chiến đấu rất mạnh truyền đến từ trong kiếm đoạn long. Anh nghiêm giọng hỏi, ông cũng cảm nhận được nguy hiểm sao? Giọng nói của long hồn truyền đến, nguy hiểm cái khỉ gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt, cái gì? Long hồn kích động trả lời, đây là thần khí đứng đầu, là thứ cực kỳ bổ dưỡng với tôi. Chỉ cần tôi nuốt nó là sẽ có thể khôi phục được 1% lực lượng. Tôi đang kích động, không phải là vì cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Bắc Minh ngây người. Giọng nói của long hồn tiếp tục truyền đến, chủ nhân, giao cho tôi đi. Tôi muốn ăn nó. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không chút do dự gật đầu, được, giao cho ông đấy. Gào. Tiếng rồng gầm vang vọng trời đất. Kiếm đoạn long bay ra khỏi tay anh, lao về hướng kiếm thí thần. Bên ngoài Thanh Huyền Tông, đám người của các gia tộc thượng cổ đều vô cùng kinh ngạc. Mau nhìn kìa. Kiếm đoạn long trực tiếp chém ra, một tiếng keng giòn vang truyền đến. Một màn khiến người ta rung động xuất hiện. Hai thanh kiếm vừa va chạm, kiếm thí thần lại trực tiếp bị phá hủy, biến thành vô số mảnh vỡ. Đậu má! Sao có thể? Đậu má, không phải lão phu đang nằm mơ chứ? Kiếm thí thần nát rồi. Giả, nhất định là giả, đây không phải kiếm thí thần. Mấy lão già của gia tộc thượng cổ sợ tới mức trái tim như muốn nứt ra, sâu trong đôi mắt xuất hiện vẻ rung động. Một đạo kim mang theo kiếm thí thần bay ra, muốn đào tẩu. Kiếm đoạn long trực tiếp đem nuốt hết. Ánh sáng màu vàng tỏa ra từ kiếm thí thần biến mất, kiếm đoạn long bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ rõ ràng lưu loát. Đám đệ tử của Thanh Huyền Tông còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Hả, chỉ vậy thôi ư? Gì thế? Chẳng có cái gì hết. Giải tán giải tán. Hình như sắp mưa rồi, về nhà thu quần áo đi. Rất nhiều đệ tử của Thanh Huyền Tông đều lắc đầu, cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, tất cả đều tản đi. Chỉ có mấy nhân vật cấp cao như Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh đều kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. La Vãn Vãn há to cái miệng nhỏ nhắn ra, hả? Chuyện này, chị Nhan, anh ta làm như thế nào vậy? Đôi mắt đẹp của Nhan như ngọc rung động, đúng là thú vị, xem ra trên người cậu ta có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Vào giây phút kiếm thí thần bị phá hủy, trong tổ miếu nhà họ Giang. Phụt! Giang Kiếm Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch. Trong đôi mắt già nua tràn ngập rung động, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, sao có thể? Đám người nhà họ Giang vô cùng sợ hãi, ngài làm sao vậy? Giang Kiếm Trần thất hồn lạc phách, kiếm thí thần, bị đánh bại rồi. Cái gì? Đám người nhà họ Giang cực kỳ khiếp sợ, đồng tử co rút lại. Giang Biệt Vân lại không dám tin kêu to, lão tổ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao kiếm thí thần có thể bị đánh bại được? Ông ta giống như nổi điên, con người đỏ bừng, đây là bảo vật chấn tộc của nhà họ Giang chúng ta đấy. Nó truyền thừa từ đại lục thượng cổ, cho dù có bị đánh bại, nhưng sao có thể nhanh như vậy được? Nó vừa mới rời khỏi nhà họ Giang thôi mà. Không chỉ là Giang Biệt Phân. Những người khác của Hà họ Giang cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đại lục thượng cổ. Nếu có người của đại lục chân võ ở đây. Nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra. Đại lục thượng cổ không phải là một thể, mà là chia ra thành hơn 10 đại lục. Bọn chúng tách thành từng mảnh nhỏ, lơ lửng ở trong hư không. Phía dưới đúng là đại lục chân võ. Giờ phút này, trong một đại lục xa xôi nào đó của đại lục thượng cổ. Núi non kéo dài chập trùng, mỗi một dãy núi đều cao đến 100.000 mét. Đâm thẳng lên tận trời. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên. Ngay sau đó, mấy trăm tiếng rồng gầm đáp lại. Gào, gào, gào. Cả sơn cốc đều tràn ngập tiếng rồng gầm. Khí tức của long tộc, ở đại lục chân võ có khí tức của long tộc. Long châu bị mất, đã xuất hiện. Đi, trên 100 con rồng đen bay lên trời, vô cùng rầm rộ kinh người. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trên đại lục thượng cổ, bên trong sơn cốc giống như tiên cảnh. Nơi này có hoa nở tươi tốt, bốn mùa như xuân.
hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ tu võ. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Hai người này đúng là Chu Nhược Dư và Tôn Thiến. Đột nhiên, một cái giếng cổ bên cạnh cây cổ thụ rung lên. Nước giếng sôi ủng ục bắn ra bên ngoài. Nước giếng kia lại có 7 màu sắc. Một bóng người vội vã chạy đến, sau khi nhìn lướt qua cái giống cổ thì lập tức thay đổi sắc mặt, nguy rồi. Dì Lam, có chuyện gì vậy? Chu Nhược Dư và Tôn Thiến biến sắc. Ánh mắt Diệp Thanh Lam trầm xuống, Minh Nhi đã bại lộ, chỉ sợ bây giờ toàn bộ đại lục thượng cổ đã biết được khí thức của thằng bé. Dì vốn nghĩ vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng chỉ sợ bây giờ Minh Nhi đang gặp nguy hiểm. Bây giờ chỉ có hai biện pháp, thứ nhất, bảo Minh Nhi trốn đi ở đại lục chân võ. Thứ hai, bảo thằng bé nhanh chóng tăng thực lực lên, phải có được lực lượng đủ để chống lại những người đó. Chu Nhược Dư vô cùng lo lắng, nhưng mà Bắc Minh còn không biết mình đang gặp nguy hiểm. Không sai. Diệp Thanh Lam gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người cô ấy, cho nên bây giờ cần có một người đi thông báo cho nó biết. Chu Nhược Dư không chút do dự, con sẽ đi. Diệp Thanh Lam quyết đoán lắc đầu, không được. Nếu con xuất hiện, những người đó sẽ biết vị trí của chúng ta. Tôn Thiến đang có bầu, vất vả lắm chúng ta mới trốn được ở chỗ này, tuyệt đối không thể bị người ta phát hiện ra. Chu Nhược Dư gấp đến mức dậm chân, dì Lam, đã đến lúc nào rồi? Để con đi đi, nếu Bắc Minh biết được nguy hiểm đến từ đại lục thượng cổ, nói không chừng anh ấy sẽ không có việc gì. Diệp Thanh Lam trầm mặc. Sau một lát, ánh mắt bà dao động, chắc hẳn mấy cô gái kia đã bắt đầu kế hoạch của dì rồi. Có thể bảo đảm được an toàn cho Bắc Minh. Đại lục thượng cổ, gia tộc Nam Cung. Ba lão già đứng trước một bức tranh rất lớn. Bức tranh rộng 10 trượng, lại cao tới 100 trượng khủng bố. Trên bức tranh là một thanh niên cầm một thanh trường kiếm mơ hồ trong tay. Quanh người có hàng trăm con rồng quấn quanh, phía sau lưng còn có hơn 10 đại lục bị tách rời lơ lửng. Đúng là đại lục thượng cổ. Ở phía cuối bức tranh, thanh niên lại có thể hàn gắn được đại lục thượng cổ bị tách rời, đả thông con đường đến thế giới cao võ. Bức tranh này chính là một lời tiên đoán của tổ tiên gia tộc Nam Cung. Hơn nữa thanh niên trong bức tranh của tổ tiên lại không có mặt. Ngay từ đầu mọi người vẫn luôn đoán thanh niên này là ai. Hơn 100.000 năm trước, bọn họ đã không thể tìm được người này. Đời này qua đời khác, mọi người dần không còn quan tâm đến nữa. Nhưng đúng hôm nay, bức tranh không hề có biến hóa mấy 100.000 năm lại đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Một khuôn mặt mơ hồ xuất hiện trên người thanh niên kia. Sau khi ba lão già này biết được, đã trực tiếp đứng canh trước bức tranh này suốt 3 ngày. Cuối cùng, một lão già trong đó khàn khàn mở miệng, hai người có nhìn thấy rõ khuôn mặt kia không? Hai lão già còn lại lắc đầu, hoàn toàn không hề nhìn rõ, người này chỉ có hình dáng mơ hồ. Nếu nói là người tương tự như vậy thì cả đại lục thượng cổ không có hàng triệu cũng có hàng 100.000 người. Đôi mắt lão già có giọng nói khàn khàn đỏ lên, nhưng mà lời tiên đoán trên bức tranh nói rằng kẻ này có thể chữa trị đại lục thượng cổ đang bị tổn hại. Không chỉ như thế, người này còn có thể đả thông con đường đi đến thế giới cao võ. Hai người có biết điều này có nghĩa là gì không? Hai lão già còn lại nhìn thoáng qua nhau, sau đó trầm mặc. Đương nhiên tôi biết điều này có nghĩa là gì. Một lão già đầu chọc trong số hai người hừ lạnh một tiếng, hàng triệu năm trước, đại lục thượng cổ và đại lục chân võ vốn là một thể. Chính là bởi vì Hoa tộc đắc tội một thế lực cực kỳ khủng bố ở đại lục cao võ, đối phương đã nổi giận lôi đình. Không chỉ tách rời đại lục thượng cổ và đại lục chân võ, mà còn chém đại lục thượng cổ thành mười mấy đại lục nhỏ lơ lửng ở trên bầu trời đại lục chân võ. Ánh mắt của lão già đầu chọc càng thêm lạnh lùng, thế giới của chúng ta vốn dĩ rất phồn vinh, nhưng vì thế mà lại không thể gượng dậy nổi. Lão già một mắt ở một bên thở dài một tiếng, hai, những chuyện này chỉ là việc nhỏ thôi. Điểm chết người chính là lối đi đến thế giới cao võ đã bị đóng lại. Cả cuộc đời người ở thế giới chúng ta đều không thể đi đến cảnh giới cao hơn. Cho dù là lực lượng hay là sinh mệnh, đều bị hạn chế đến chết. Lão già đầu chọc cắn chặt răng, đều do Hoa tộc chết tiệt kia cả. Nếu không phải người của Hoa tộc bọn họ gây chuyện, sao chúng ta phải chịu tai họa theo chứ? Lão già có giọng nói khàn khàn lắc đầu, Hoa tộc đã bị trừng phạt rồi. Đại lục mà Hoa tộc ở không chỉ có bị tách rời khỏi đại lục chân võ.
còn biến thành một nơi chim không thèm ỉa, ngay cả núi Thánh Côn Luân của bọn họ cũng bị chém thành hai nửa. Long mạch đoạn tuyệt, hoa tộc sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Lão già một mắt suy nghĩ một lát. Sau đó lấy ra một quyển sách cổ, lật ra mấy trang, tôi nhớ ra rồi, hình như chỗ đó có tên là Côn Luân Hư. Lão già có giọng nói khàn khàn gật đầu, không sai. Trên thực tế, các gia tộc lớn ở Đại Lục Thượng Cổ vẫn luôn chú ý đến Côn Luân Hư. Chỉ là mấy trăm năm gần đây còn chẳng thể nhìn thấy một người cảnh giới thánh ở Côn Luân Hư, chỉ sợ đã hoàn toàn xuống dốc. Lão già đầu chọc cười lạnh, không đủ, không đủ, vẫn không đủ. Lão phu cho rằng hoa tộc phải bị diệt chủng mới tốt. Nếu không phải vì bọn họ, sao chúng ta có thể thê thảm như vậy được? Ánh mắt của lão già có giọng nói khàn khàn ngưng tụ, lời này cũng không thể nói lung tung. Lão già đầu chọc khinh thường lắc đầu, sợ cái gì? Ông đúng là tin tưởng truyền thuyết kia sao? Tương truyền rằng trong hoa tộc có một võ giả đứng đầu phá rách hư không, đi đến nơi còn mạnh hơn cả thế giới cao võ. Cho nên thế lực kia ở thế giới cao võ mới không dám hoàn toàn tiêu diệt hoa tộc. Tôi đoán đó chỉ là lời đồn thôi, nếu hoa tộc thật sự có một nhân vật lớn lợi hại như vậy, sao đến bây giờ vẫn còn thê thảm thế chứ? Lão già một mắt lắc đầu, tôi cũng không tin hoa tộc có nhân vật lớn như vậy. Lão già có giọng nói khàn khàn không nói thêm gì nữa. Ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh niên trong bức tranh treo tường. Tạm thời đừng động vào hoa tộc. Lão già có giọng nói khàn khàn nói sang chuyện khác, vẫn nên đi tìm người trên bức tranh trước đi. Nếu kẻ này gia nhập gia tộc Nam Cung, về sau gia tộc Nam Cung sẽ có thể trở thành gia tộc số một ở Đại Lục Thượng Cổ. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo truyền đến. Lão tổ, vào đi. Lão già có giọng nói khàn khàn phun ra hai chữ. Một người phụ nữ mặc cung trang màu lam đi tới. Cô ta có dáng người uyển chuyển, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng. Trên khuôn mặt có một loại cảm giác xa cách khó gần. Đúng là Nam Cung Uyển. Lão già có giọng nói khàn khàn hỏi, Uyển Nhi, cháu đến rồi sao, cháu đã thuần phục huyền minh lãnh hỏa mang về từ Đại Lục chân võ như thế nào rồi? Nam Cung Uyển mỉm cười, bẩm lão tổ, Uyển Nhi đã gần thuần phục được rồi. Viêm quyết quả thật rất lợi hại, nó thật sự là võ kỹ mà thế giới cao võ để lại sao? Dựa theo thuyết minh trên viêm quyết, dị hỏa có thể thiên biến vạn hóa. Chỉ tiếc, viêm quyết này chỉ có một nửa bộ, nếu có thể tìm được phần sau thì tốt rồi. Lão già một mắt lắc đầu, phần trước chúng ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được, cháu đừng nghĩ đến phần sau nữa. Là Uyển Nhi tham lam. Nam Cung Uyển gật đầu. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của cô ta chuyển động, dừng ở trên bức tranh sau lưng ba lão già. Hả? Trong nháy mắt nhìn thấy bóng người trên bức tranh, thân thể mềm mại của Nam Cung Uyển run lên. Ánh mắt ba lão già ngưng tụ, dừng ở trên người Nam Cung Uyển. Làm sao vậy? Ba lão già nhíu mày lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nam Cung Uyển nhìn thấy bức tranh này. Người của gia tộc Nam Cung, chỉ cần là huyết mạch dòng chính, gần như đều đã từng nhìn thấy bức tranh này. Phản ứng của Nam Cung Uyển không lừa được bọn họ. Lão già có giọng nói khàn khàn hỏi, Uyển Nhi, không phải là cháu biết người trên bức tranh này đấy chứ? Nam Cung Uyển vô cùng rung động. Đương nhiên cô ta biết bức tranh này có nội dung gì. Chỉ là cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hơn trăm ngàn năm bức tranh này đều không có biến hóa. Hôm nay thanh niên trên bức tranh lại đột nhiên có khuôn mặt. Càng đáng chết chính là khuôn mặt này cực kỳ giống với người đã lấy đi sự trong sạch của cô ta. Đương nhiên, Nam Cung Uyển cũng không thể xác định khuôn mặt này chính là anh, nhưng mà... hình dáng, thần thái, còn có thanh kiếm trong tay kia, quả thực quá giống. Không hề khác tí nào. Làm sao bây giờ, mình phải trả lời đúng sự thật sao? Nam Cung Uyển do dự trong lòng. Uyển Nhi, cháu làm sao vậy? Lão già một mắt hỏi. Nam Cung Uyển phản ứng lại, vội vàng giải thích, ba vị lão tổ, là thế này. Lúc trước Uyển Nhi nhìn thấy người trên bức tranh này vẫn luôn không có mặt. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy người đó có khuôn mặt mơ hồ, cho nên cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra là thế. Ba lão già có chút đăm chiêu gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Đợi đến khi Nam Cung Uyển rời đi. Lão già đầu chọc trực tiếp lên tiếng, con bé đang nói dối. Đã nhìn ra rồi. Lão già có giọng nói khàn khàn và lão già một mắt gật đầu.
Ánh mắt lão già đầu chọc vô cùng hung ác, Uyển Nhi chắc chắn có quen biết người này. Hoặc là quen biết một người có khuôn mặt cực kỳ giống với người này. Lão già một mắt nói, cho dù có phải quen biết hay không, cứ bảo Uyển Nhi đưa người đó về đây để chúng ta bồi dưỡng cho tốt chứ. Ông ta vừa dứt lời. Một tiếng đá nứt răng rắc vang lên. Ba lão già nhìn lại. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trên bức tranh to lớn trăm trượng lại xuất hiện nội dung mới. Mặc dù thanh niên đã chữa trị đại lục thượng cổ, mở ra lối đi đến thế giới cao võ. Nhưng mà, các gia tộc lớn ở đại lục thượng cổ gần như bị diệt hết, trong đó đương nhiên cũng có cả gia tộc Nam Cung. Chuyện này, ba lão già nghẹn họng nhìn chân chối. Lão già một mắt nhíu mày lại, thanh niên này chính là đầu sỏ tiêu diệt gia tộc Nam Cung. Đôi mắt lão già đầu chọc đỏ bừng, nếu như thế, chúng ta còn giữ lại cậu ta là nguy to. Hãy bảo Uyển Nhi dẫn chúng ta đi tìm, sau đó giết kẻ này. Lão già một mắt lắc đầu, lấy tính tình của Uyển Nhi, chỉ sợ là có chết cũng sẽ không nói ra. Lão già đầu chọc nhíu chặt mày lại. Lão già có giọng nói khàn khàn lạnh lùng lên tiếng, tạm thời cấm bất cứ kẻ nào đến xem bức tranh này, đồng thời truyền tin tức ra. Cứ nói người trên bức tranh là gia chủ tương lai của gia tộc Nam Cung, nếu cậu ta gia nhập gia tộc Nam Cung, có thể lựa chọn một cô gái dòng chính để kết hôn. Ông ta tạm dừng một chút, thông báo cho Nam Cung Nhã theo dõi Uyển Nhi. Cho dù con bé có hành động gì, phải lập tức bẩm báo với chúng ta. Thanh Huyền Tông, sau khi kiếm thí thần bị phá hủy, kiếm đoạn long bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh. La Vãn Vãn vô cùng kinh ngạc, oa, anh lợi hại quá. Thanh kiếm trong tay anh rất đặc biệt, nó là thần khí sao? Có thể cho tôi xem một chút không? Cầu xin anh đấy, cho tôi xem đi, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Diệp Bắc Minh cười, cho cô xem cũng được, nhưng cô phải trả lời tôi một vấn đề. Ánh mắt anh chuyển động, dừng ở trên người Nhan Như Ngọc đồng thời. Cô cũng phải trả lời tôi một vấn đề. Nhan Như Ngọc lắc đầu, tôi không có hứng thú với thanh kiếm của cậu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cô cứ trả lời một câu hỏi của tôi sẽ suy nghĩ có nên gia nhập tinh cung gì đó của các cô không. Ánh mắt Nhan Như Ngọc sáng ngời, được. La Vãn Vãn xích lại gần, ngẩng mặt lên, anh muốn hỏi cái gì? Tôi có thể đều nói cho anh. Anh muốn theo đuổi chị Nhan chứ gì? Ha ha, tôi sẽ trực tiếp nói cho anh luôn, số đo ba vòng của chị Nhan là 36, 26, 32. Nhan Như Ngọc mở to đôi mắt đẹp, Vãn Vãn. Trên khuôn mặt cô ta toàn là vẻ xấu hổ, củ cải nhỏ này điên rồi sao? Đây là thứ có thể ra bên ngoài sao? La Vãn Vãn giống như không nghe thấy vậy, chị Nhan chưa từng có bạn trai, cũng không có người trong lòng. Nhưng mà ở Thương Khung Cung có một thiên tài tên là Lâm Tiêu thích chị Nhan, còn từng theo đuổi chị ấy, nhưng chị Nhan không đồng ý. Được rồi, tôi đã nói xong rồi, mau đưa kiếm của anh cho tôi xem. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm một chút, ai nói là tôi muốn hỏi cái đó. La Vãn Vãn sửng sốt, vậy anh muốn hỏi cái gì? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, mới mở miệng hỏi, tôi muốn biết hai người có biết bố mẹ ruột của mình là ai không? Nếu biết thì hãy nói cho tôi, nếu không biết cũng nói luôn. Đương nhiên, phải nói đúng sự thật, không thể lừa tôi. Nghe được lời nói của Diệp Bắc Minh, nụ cười của Nhan Như Ngọc biến mất. Gầm lên một tiếng, cậu câm mồm. La Vãn Vãn cũng không nói gì nữa, vốn dĩ là một cô gái hoạt bát. Giờ phút này lại vô cùng giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khó hiểu, sao các cô lại có phản ứng lớn như thế? Cho dù không muốn nói cho tôi biết thì thôi đừng nói nữa. Ánh mắt Nhan Như Ngọc đỏ bừng, gần như có thể nhỏ máu, cậu còn nói nữa ư. La Vãn Vãn cả giận nói, chị Nhan từ nhỏ đã không biết bố mẹ là ai, chị ấy được tinh cung nuôi lớn lên. Bởi vì không biết bố mẹ là ai nên đã phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh anh biết không? Đã nhiều năm trôi qua rồi, anh còn nhắc đến chuyện này làm gì? Anh đang cố ý kích thích chị ấy đúng không? Nhan Như Ngọc quát lạnh một tiếng, Vãn Vãn đừng nói với cậu ta nữa, chúng ta đi. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, xoay người rời đi. La Vãn Vãn tức giận giơ nắm đấm lên, anh là người xấu, bắt nạt chị Nhan. Về sau tôi sẽ không bao giờ chơi với anh nữa, hừ. Cô ta vội vã đuổi theo Nhan Như Ngọc, chị Nhan chờ em với.
Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, từ nhỏ đã không biết bố mẹ là ai, cũng không khác gì mình. Xem ra, cô ta thật sự là con gái của sư phụ. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười đi lên, kinh ngạc sao? Xem ra cũng không phải là mỹ nữ nào anh cũng thích, mà cũng có lúc phải kinh ngạc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh không có hứng thú với cô ta. Anh chuyển đề tài, đúng rồi Nhược Tuyết, các sư tỷ của anh đâu rồi? Trong phòng, mấy sư tỷ, em cũng không. Giọng nói của Hạ Nhược Tuyết đứt quãng. Diệp Bắc Minh thở hổn hển, dựa theo lời em nói, là có người đặt anh ở trước cửa Thanh Huyền Tông. Phải, đúng vậy, mau. Diệp Bắc Minh nhíu mày, các sư tỷ làm sao thế? Vất vả lắm mọi người mới được gặp nhau, sao chưa nói tiếng nào đã rời đi rồi? Tin tức trên bức tranh vừa mới được truyền ra, Nam Cung Uyển liền trực tiếp xin sư phó cho cô ta đến Đại Lục Chân Võ một lần nữa. Sau khi đi đến Đại Lục Chân Võ, Nam Cung Uyển đi thẳng đến Thanh Huyền Tông. Dọc theo đường đi, trong lòng cô ta vẫn luôn hoảng loạn như nai con. Người trên bức tranh lại là gia chủ tương lai của gia tộc Nam Cung. Không thể tưởng tượng được tên kia lại có vận khí nghịch thiên như thế. Hừ, Nam Cung Uyển hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà thiên phú của anh ấy quả thật nghịch thiên, anh ấy có được loại số mệnh này cũng không kỳ quái. Nhưng mà, lần đó trong tháp phủ đồ, anh ấy đúng là hơi quá đáng. Khuôn mặt cô ta không khỏi đỏ lên. Tuy rằng nói là vì cứu mình, nhưng mà... Quên đi. Chỉ cần anh ấy gia nhập gia tộc Nam Cung, lại đối xử tốt với mình sẽ tha thứ cho anh ấy. Nam Cung Uyển nghĩ như vậy trong lòng, sau cái khăn che mặt là nụ cười ngượng ngùng. Đi đến bên ngoài Thanh Huyền Tông. Ngoài cửa Thanh Huyền Tông cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi. Những người này đương nhiên không thể phát hiện ra Nam Cung Uyển bởi vì cô ta đã ẩn nấp khí tức đi. Cô ta trực tiếp tiến vào trong Thanh Huyền Tông, đi đến Nguyệt Phong. À, chờ một chút. Lúc cô ta đi đến một căn phòng, bên trong truyền đến những tiếng kỳ quái. Nam Cung Uyển vừa nghe thấy thế, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đột nhiên cô ta nghe được giọng nói của Diệp Bắc Minh, khuôn mặt đang đỏ bừng lập tức trắng bệch, là anh ấy. Sao anh ấy có thể? Đại não Nam Cung Uyển trống rỗng, đứng tại chỗ. Ha ha ha. Cùng lúc đó, một tiếng cười trào phúng truyền ra, Nam Cung Uyển à. Đây là người đàn ông mà cô nhìn chúng sao? Không ngờ lại lêu lổng với người phụ nữ khác, còn bị cô bắt gặp, cười chết tôi rồi. Nam Cung Uyển quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc, Nam Cung Nhã. Sao cô lại tới đây? Một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. So sánh với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Uyển, khí tức của cô ta có vẻ hơi tối tăm. Không ngờ là tôi sao? Em họ tốt của tôi. Nam Cung Nhã châm biếm nói. Một mình cô rời khỏi Đại Lục Thượng Cổ, thật sự nghĩ là không ai biết sao. Ba vị lão tổ đã sớm biết cô phản bội gia tộc rồi. Nam Cung Uyển nhíu mày, cô đang nói bậy bạ gì đó. Tôi phản bội gia tộc bao giờ? Nam Cung Nhã cười lạnh một tiếng, a, trở về để ba vị lão tổ giải thích cho cô đi. Nói xong, trong tay Nam Cung Nhã xuất hiện một thanh bảo kiếm màu vàng, đang chuẩn bị dùng một kiếm chém bay phòng của Diệp Bắc Minh. Đột nhiên. Diệp Bắc Minh đi ra từ trong phòng, Nam Cung Uyển, là cô sao? Nam Cung Uyển cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Diệp Bắc Minh, tôi ghét anh. Cô ta bỏ lại một câu nói khó hiểu này, sau đó lập tức giẫm chân một cái, bóng người liền biến mất. Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái, cô ta làm sao vậy? Nam Cung Nhã cười một tiếng sâu xa, cô ta làm sao thì ta không biết, nhưng mà cả đời này cậu cũng không cơ hội biết đâu. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, sát khí. Cô muốn giết tôi. Nam Cung Nhã khẽ cười một tiếng, nhãi con, cậu đoán đúng rồi. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên, tôi và cô không oán không thù đi. Nam Cung Nhã vô cùng kiêu ngạo, gia tộc Nam Cung muốn giết người, còn cần có thù có oán với cậu sao? Nam Cung Nhã tôi muốn giết cậu, trực tiếp giết là được, còn cần lý do. Cuồng vọng. Mãnh liệt. Diệp Bắc Minh lười vô nghĩa. Anh giẫm chân xuống một cái, cả người trực tiếp bắn ra ngoài. Chỉ trong phút chốc đã xuất hiện ở trước người Nam Cung Nhã. Nam Cung Nhã kinh hãi, tốc độ nhanh quá, cậu có thực lực gì vậy? Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, ba con rồng xuất hiện sau lưng. A! À, Nam Cung Nhã kêu thảm thiết một tiếng, bảo kiếm trong tay bay ra ngoài.
Cô ta là cảnh giới thần chủ sơ kỳ, lại quỳ dạp trên mặt đất giống như một con chó chết. Cậu! Trong lòng Nam Cung Nhã như cuộn lên sóng to gió lớn, tôi là chủ thần sơ kỳ đó. Một tên cảnh giới hợp nhất còn con như anh sao có thể sở hữu sức mạnh như vậy? Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, mạng lưới thông tin của gia tộc thượng cổ như các cô lạc hậu đến vậy à? Cảnh giới thần chủ sơ kỳ được tính là cái thá gì? Ngay cả đến thần chủ trung kỳ tôi cũng chém giết mấy người rồi. Thân thể yêu kiều của Nam Cung Nhã run lên, cái gì? Biểu cảm của cô ta hoàn toàn thay đổi, Diệp Bắc Minh anh không thể giết tôi và Nam Cung Uyển là người đồng tộc. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lãnh đạm, cô nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Anh lười phải hỏi nhiều, trực tiếp soát hồn. Con người xẹt qua tia sáng. Một tia sáng màu máu bắn vụt ra khỏi mắt anh rồi chìm vào trong mắt Nam Cung Nhã. Ngay lập tức, mọi thứ cô ta biết đều hòa vào trong tâm trí Diệp Bắc Minh. Gia tộc Nam Cung muốn mình làm gia chủ. Nam Cung Nhã ghen ghét với Nam Cung Uyển nên muốn ra tay giết chết mình. Diệp Bắc Minh cau mày. Nam Cung Nhã căn bản không biết nội dung của bức tranh tường. Cô ta muốn giết anh chỉ vì đố kỵ với Nam Cung Uyển. Đại lục thượng cổ, gia tộc Nam Cung. Vậy mà có thể trôi lơ lửng phía trên đại lục chân võ. Đại lục thượng cổ vậy mà rơi vào trạng thái vỡ nát. Vì lực chi phối của thế giới mà cảnh giới thần chủ trở lên không thể rời khỏi đại lục thượng cổ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, giống như có đang nghiền ngẫm điều gì đó mà gật đầu. Sau một lúc, anh lấy lại bình tĩnh. Cả người Nam Cung Nhã thấm ướt mồ hôi lạnh giống như một con chim cút nằm sóng xoài dưới đất, anh rốt cuộc là ai? Sao xanh lại biết soát hồn? Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn cô ta, cô nói nhiều quá rồi đấy. Nam Cung Nhã cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh, run cầm cập nói, xin hãy tha mạng. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ như không, yên tâm, tôi sẽ không giết cô đâu. Nói đoạn liền giơ tay lên, giữa lòng bàn tay anh xuất hiện một con rồng máu. Dưới cái nhìn sững sờ của Nam Cung Nhã, rồng máu bay lượn một vòng quanh người cô ta. Từng mảnh phù văn đỏ thấm cũng bạo phát ra ngoài. Nam Cung Nhã phun ra một ngụm máu, tất cả đều hòa tan vào mảnh phù văn máu kia. Khế ước nô lệ. Thân thể Nam Cung Nhã kịch liệt run rẩy, anh. Cô ta như rơi vào điên loạn mà gào thét, không. Không, không. Đừng. Tôi không muốn làm nô lệ của anh. Nam Cung Nhã như sắp phát điên. Một khế ước nô lệ ở cấp độ linh hồn. Trừ khi chính bản thân cô ta nguyện ý, nếu không khế ước sẽ hoàn toàn không có cách nào hình thành. Diệp Bắc Minh vậy mà đơn phương khiến hợp đồng nô lệ phát huy hiệu lực. Cô ta làm sao biết được đây là thủ đoạn mà Diệp Bắc Minh tự động lĩnh ngộ được sau khi bước vào tầng 2 của Cửu U Thần Ma Quyết. Diệp Bắc Minh lạnh băng nhìn cô ta, tất cả mọi thứ về cô tôi đều biết hết rồi. Cô từ nhỏ đã ghen tị với Nam Cung Uyển, cô ấy xinh đẹp hơn cô, mà tài năng cũng cao hơn cô. Cô có nằm mơ cũng muốn cô ấy chết để chiếm lấy vị trí của cô ấy. Hiện tại cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chăm sóc Nam Cung Uyển cho tốt. Nếu như cô ấy bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc, tôi bảo đảm cô chết không có chỗ chôn. Nam Cung Nhã bàng hoàng cực độ. Gục đầu đáp, vâng thưa chủ nhân. Trong tế đàn cổ kính của gia tộc Nam Cung, một ánh sáng trắng lóe lên. Nam Cung Uyển bước ra từ bên trong. Một thiếu phụ khoác cung trang canh giữ ở một bên kinh ngạc hỏi, Uyển Nhi, sao thế? Sao lại trở về sớm như vậy? Nam Cung Uyển hít sâu một hơi, sư phụ, con muốn tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết. Thiếu phụ kia giật mình. Nhưng ngay sau đó lại vui mừng khôn xiết, Uyển Nhi. Con nghĩ thông suốt rồi sao? Tại sao? Thiếu phụ hoài nghi, lập tức biến sắc, không lẽ thằng nhóc đó ức hiếp con rồi? Nói đoạn ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, sư phụ giết hắn cho con. Không. Nam Cung Uyển lắc đầu, sư phụ, chuyện này không liên quan gì tới anh ta. Là do tâm lý con không vượt qua nổi ải kia. Từ giờ trở đi, thế giới của Uyển Nhi không cần tới đàn ông nữa. Bắt đầu từ hôm nay. Con sẽ cùng sư phụ tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết. Thiếu phụ nghe vậy thì hưng phấn, Uyển Nhi, lựa chọn của con không sai đâu. Đàn ông chỉ là hòn đá kê chân giúp con trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Thái Thượng Vong Tình kết hợp với dị hỏa là quá phù hợp với con rồi, chỉ cần con tu luyện Thái Thượng Vong Tình thôi. Sư phụ cam đoan, trong vòng 100 năm con sẽ trở thành người lớn mạnh nhất gia tộc Nam Cung.
đến lúc đó, con muốn có loại đàn ông nào mà không có. Tất cả đàn ông khắp đại lục thượng cổ đều sẽ khuất phục dưới váy con. Gia tộc Đạm Đài, sâu trong nhà tù. Đạm Đài Yêu Yêu bị giam giữ ở nơi này, khắp thân thể cô phủ đầy vết thương, dáng vẻ thảm thương vô cùng. Khuôn mặt trái xoan mềm mại lúc đầu cũng bị chảy xước hơn chục vết cắt đáng sợ. Cả người cô đều là vết lằn roi và bầm tím. Những giọt máu tươi tí tách nhỏ xuống nền đất, sau khi mấy con chuột bò tới liếm láp vài giọt, con người vậy mà phát ra một tia nhân tính. Chít! Bỗng nhiên một luồng khí hung bạo ập tới không cho những con chuột đó có thời gian trốn chạy. Trong nháy mắt hóa thành làn xương máu. Thanh âm lạnh lùng của Đạm Đài Lâm cũng theo đó vang lên, đúng là tà môn mà. Chỉ vài giọt máu cũng có thể khiến những con chuột cống này thức tỉnh linh tính. Máu của cô quả nhiên là bảo vật chân quý, chẳng trách lại là một trong 10 đại thiên nữ, trên người ẩn chứa khí vận khủng bố. Đạm Đài Lâm bước vào trong phòng giam, một phát siết chặt lấy cằm của Đạm Đài Yêu Yêu. Trong đôi mắt cô ta tràn ngập sự ganh ghét u ám, chỉ dựa vào cô. Cô cũng xứng. Hừ. Đạm Đài Yêu Yêu chuẩn xác nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Đạm Đài Lâm. Đôi mắt của Đạm Đài Lâm trong thoáng chốc đỏ bừng, lập tức lấy khăn tay dùng sức chà sạch sẽ. Bốp! Sau đó thuận tay rút ra một cây roi da đã nhúng qua nước muối, hung hăng quất lên người Đạm Đài Yêu Yêu, tôi cho cô phun nước miếng. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân! A! À, Đạm Đài Yêu Yêu không đè nén nổi tiếng kêu rên thảm thiết, cơ thể duyên dáng của cô run lên vì đau đớn. Cây roi trong tay Đạm Đài Lâm rơi xuống đất, cô hà tất phải làm vậy. Chỉ cần cô đồng ý hiến tế liền có thể kết thúc chuỗi ngày thống khổ này rồi. Một khi hiến tế, gia tộc Đạm Đài sẽ có thể giành được tất cả khí vận của thiên nữ. Đạm Đài Yêu Yêu cắn chặt răng ngà, các người đều là thứ xúc sinh. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ lại tất cả rồi. Cha mẹ tôi không phải là bị người nào khác đuổi giết mà chính là các người. Người của gia tộc Đạm Đài đã đuổi cùng giết tuyệt cha mẹ tôi, cha nhét tôi trốn vào trong hốc cây, sau đó dẫn theo một mình mẹ xông ra ngoài giết địch. Sau đó cũng không trở lại nữa. Đạm Đài Lâm phá lên cười, ha ha ha, ai kêu cô trời sinh đã đê tiện đây. Đạm Đài Chí cũng là một tên ngu xuẩn, vậy mà đem lòng yêu một con hồ ly lẳng lơ. Ông ta phản bội gia tộc, ngoại tình với yêu quái, còn sinh ra thứ nghiệt chủng là cô. Gia tộc cho ông ta một cơ hội kêu ông ta giết chết hai mẹ con cô nhưng ông ta lại dẫn theo các người bỏ trốn. Cô nói xem loại ngu dốt đó có đáng chết hay không. Đạm Đài Yêu Yêu phẫn hận gầm lên, không được phép sỉ nhục cha mẹ tôi. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng đỏ bùng phát từ cơ thể của cô. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Sau lưng cô vậy mà mọc ra 9 cái đuôi. Cô điên cuồng vùng vẫy. Chỉ là sợi xích đã đâm xuyên qua bả vai cô. Tiếng máu thịt ma sát vào nhau rợn người vang lên, máu tươi đầm đìa. Hoàn toàn không thể thoát khỏi. Đồng tử Đạm Đài Lâm co rụt lại, quả nhiên là một con hồ ly tinh, tôi đã nói mà sao trên người có thể toát ra mùi vị mê hoặc tới vậy. Đúng là thứ phóng đãng. Nếu cô đã lẳng lơ như vậy, vậy tôi sẽ tìm thêm vài tên đàn ông tới hầu hạ cô. Đôi mắt Đạm Đài Yêu Yêu đỏ rực, Đạm Đài Lâm. Nếu cô dám thương tổn tới một sợi tóc của tôi, tiểu sư đệ của tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trái tim Đạm Đài Lâm thắt chặt lại. Diệp Bắc Minh thực sự rất đáng sợ. Đột nhiên, Đạm Đài Lâm lại phì cười, ý của cô là Diệp Bắc Minh. À, xém chút quên nói cho cô biết, hắn đã chết rồi. Cái gì, không thể nào, đôi mắt Đạm Đài Yêu Yêu răng đầy tia máu. 9 chiếc đuôi hồ ly phía sau đồng loạt xòe ra. Bùng nổ nguồn khí vận kinh người. Toàn bộ ngục tối chớp mắt được chiếu sáng rực như ban ngày. Đạm Đài Lâm thầm cười trong lòng, thì ra cô để ý tới Diệp Bắc Minh như vậy, vậy tôi càng phải kích thích cô nhiều hơn. Giọng nói bỡn cợt lại vang lên, tên Diệp Bắc Minh đó chết thê thảm lắm vì đã đắc tội tới gia tộc thượng cổ. Giang gia, Lăng gia, Ngạo gia, Dạ gia bắt tay hành động, một đường giết thẳng tới Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông diệt vong. Tất cả mọi người đều thiệt mạng. Diệp Bắc Minh chết thê thảm nhất, không chỉ bị đánh gãy kinh mạch toàn thân mà còn bị ngũ mã phanh thây, sau đó những phần xác rời rạc đều bị quăng cho chó ăn. Còn có đám phụ nữ của hắn cũng bị vô số tên đàn ông chà đạp, từng người một đều ôm hận mà chết. Đạm Đài Yêu Yêu điên cuồng lắc đầu, không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu sư đệ không thể chết được,
cô gạt tôi, là cô đang gạt tôi. Đạm Đài Lâm để lại một nụ cười đầy ẩn ý rồi dứt khoát quay lưng rời đi. Đạm Đài Yêu Yêu điên cuồng giống to, cô mau nói đi. Mau nói đi. Cô đang lừa gạt tôi có đúng không? Lừa tôi, cô lừa tôi. Nhưng hình bóng của Đạm Đài Lâm đã biến mất. À, Đạm Đài Lâm cô lừa tôi, tiểu sự đệ không sao cả. Giọng nói tuyệt vọng tới xé gan rách ruột của Đạm Đài Yêu Yêu vẫn không ngừng vọng đến. Khóe miệng Đạm Đài Lâm nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, tìm cho tôi 10 tên ăn mày tới đây nhốt chung với ả tiễn nhân này. Hộ vệ bên cạnh ngẩn người, thưa cô chủ, lão tổ đừng căn dặn phải cẩn thận trông chừng cô ta. Bốp! Đạm Đài Lâm tung ra một trường, tên hộ vệ này nổ tung chết ngay tại chỗ. Cộp cộp cộp! Những hộ vệ khác sợ hãi liên tục lùi lại. Đạm Đài Lâm nói lạnh băng, các người không báo cáo lại cho lão tổ không phải là được rồi sao? Nhớ kỹ, 10 tên ăn mày. Để cô ta tận hưởng cho tốt. Đạm Đài Yêu Yêu điên cuồng giãy giụa, xiềng xích cọ sát xé toạc ra thịt cô. Tiểu sư đệ không thể chết được. Ánh mắt Đạm Đài Yêu Yêu cực kỳ kiên định, với thực lực của em ấy, nhất định sẽ không có việc gì. Mình biết rồi, Đạm Đài Lâm đang lừa dối mình. Đạm Đài Yêu Yêu bỗng nhiên bừng tỉnh. Chít chít chít. Đột nhiên một tràng tiếng chuột gặm nhấm truyền tới tai cô. Ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện ra một con chuột nhỏ đang nằm trong góc. Vậy mà lại quỳ lạy trước một đống thịt. Đạm Đài Yêu Yêu bừng tỉnh, con chuột nhắt kia, bố mẹ cậu bị Đạm Đài Lâm giết chết à? Chít chít chít. Con chuột nhỏ quay đầu lại, gật đầu như người. Nó đã uống yêu huyết của Đạm Đài Yêu Yêu nên đã mở linh trí. Đạm Đài Yêu Yêu đem niềm hy vọng cuối cùng gửi gắm lên người nó, chuột nhỏ, xin cậu giúp tôi. Tiểu sư đệ của tôi chắc chắn chưa chết, hãy giúp tôi tìm tiểu sư đệ nhé. Bảo với tiểu sư đệ rằng tôi ở đây, tiểu sư đệ của tôi sẽ báo thù cho cha mẹ cậu. Cô ấy phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cô ấy biến thành dáng vẻ của Diệp Bắc Minh. Chít chít chít, đôi mắt to tròn như bảo thạch của chuột nhỏ tỏa ra ánh hào quang. Nó quan sát thật kỹ, rồi nhanh như chớp chui vào trong một hang động. Một lát sau, nó xuất hiện trên đỉnh núi, kêu chít chít trước một rừng cây. Và rồi, một đàn chuột xuất hiện. Chít chít chít, chít 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 chít. Bọn chúng trao đổi tin tức với nhau rồi tản ra. Màn đêm buông xuống, lũ chuột lần lượt trở về. Chít chít chít, chuột nhỏ gật đầu như con người. Chít chít chít, con chuột báo tin biến mất trong chớp mắt. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một con kền kền rồi nó đáp xuống mặt đất. Chuột nhỏ lập tức leo lên lưng kền kền không chút do dự. Kền kền bay lên không, đi về hướng Thanh Huyền Tông. Sáng sớm, trong đại điện Thanh Huyền Tông, người của hàng loạt tông môn, gia tộc và võ đạo minh đều ở đây. Tôn Kiếm Khung là người đầu tiên lên tiếng, chẳng biết Diệp Tông Chủ gọi chúng tôi có gì sai bảo. Nếu có võ đạo minh sẽ là người đầu tiên thực hiện. Mẹ nó, đồ cáo già. Vãi trưởng, sao ông ta phản ứng nhanh thế? Chết tiệt, bị ông ta giành lời thoại trước rồi. Các tông môn và gia tộc khác mắng thầm, tỏ rõ thái độ của mình. Đỗ Kiêu mỉm cười nói, Diệp Tông Chủ, ngài có việc gì xin cứ nói. Chu Cửu U cười cười tiếp lời, đúng vậy, chúng tôi sẽ phối hợp với Diệp Tông Chủ. Đúng vậy, mời Diệp Tông Chủ nói ạ. Giọng của mọi người vang lên. Diệp Bắc Minh cười đáp, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, chỉ cần mọi người giúp tôi việc này. Sau này mọi người có việc gì cần tôi ra tay thì tôi quyết không chối từ. Bọn người Tôn Kiếm Khung, Đỗ Kiêu và Chu Cửu U rất vui vẻ, bọn họ đang chờ câu nói ấy. Diệp Bắc Minh mở lời, tôi muốn tìm một người. Tìm một người ư? Tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Diệp Bắc Minh không dài dòng mà lấy ra một bức tranh. Mọi người chăm chú quan sát. Sững sờ, người trên bức tranh ấy giống Diệp Bắc Minh đến 6-7 phần. Điểm khác biệt duy nhất chính là người nọ mặc đồ nữ. Đây chẳng phải là Diệp Tông Chủ phiên bản nữ hay sao? Lẽ nào Tông Chủ có sở thích đặc biệt nào đó? Người bên dưới thì thầm bàn tán. Diệp Bắc Minh nói thẳng, mọi người đừng đoán nữa. Đây là mẹ của tôi, Diệp Thanh Lam. 20 mấy năm trước bà là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Sau này rời khỏi Thanh Huyền Tông không biết tung tích thế nào. Tôi vẫn luôn tìm kiếm nơi mẹ tôi mất tích, nhưng sức một người có hạn. Nên hy vọng rằng mọi người có thể giúp tôi tìm kiếm nơi mẹ tôi mất tích,
dù chỉ có một tin tức thôi Diệp Bắc Minh tôi cũng sẽ hầu tạ. Bỗng nhiên, một con kền kền từ bên ngoài bay vào đại điện. Vút, tốc độ của nó cực kỳ nhanh bay thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh. Bách Lý Phong Hoa hét lớn, chim hoang từ đâu tới? Sao dám xông vào đại điện của Thanh Huyền Tông? To gan! Trong tay có thêm một thanh trường kiếm đâm thẳng vào con kền kền đang bay tới. Chít chít chít! Chuột nhỏ sau lưng kền kền sợ hết hồn hét to lên. Thế mà Diệp Bắc Minh nghe hiểu ngôn ngữ của nó. Anh biến sắc, Bách Lý trưởng lão, mau dừng tay. Vâng! Bách Lý Phong Hoa kinh hãi, từ khi nào tông chủ cảm thấy hứng thú với một con kền kền thế? Con kền kền này đâu phải ma thú, nó chỉ là một con chim bình thường thôi. Bách Lý Phong Hoa không dám trễ nải. Ông ta vội vàng cất trường kiếm vào. Chuột nhỏ nhảy xuống, xoay tròn trên mặt đất kêu chi chít. Mọi người còn chưa hiểu mô tê gì. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi đột ngột, con người anh đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi rõ. Khốn kiếp! Diệp Bắc Minh quát to, sau lưng bùng cháy như núi lửa phun trào. Huyết quang và ma khí dâng lên ngút trời. Chị Tiểu Yêu đang ở địa lao của gia tộc Đạm Đài ư. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Bắc Minh tóm con chuột và kền kền, lao thẳng ra ngoài đại điện Thanh Huyền Tông. Chỉ còn mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tông Chủ làm sao thế? Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, chưa bao giờ anh phẫn nộ như lúc này. Từ trong miệng con chuột kia, anh đã biết tất cả. Sau khi chị Tiểu Yêu trở lại gia tộc Đạm Đài thì đã bị tống giam vào sâu trong địa lao. Rồi cô ấy nhận hết biết bao đợt tra tấn ở đó, vậy mà anh chẳng biết chút gì cả sao. Diệp Bắc Minh điên cuồng phóng tới chỗ gia tộc Đạm Đài, Đạm Đài Lâm, cô sẽ trả giá rất đắt cho hành động của mình thôi. Nếu chị Tiểu Yêu của tôi có mệnh hệ gì thì cả gia tộc Đạm Đài của cô cũng phải chôn theo. Trạng thái của Diệp Bắc Minh lúc này rất cuồng loạn. Anh liên tục thi triển ảnh thuấn đi tới gia tộc Đạm Đài. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khuyên nhủ, nhóc con, cậu bình tĩnh chút. Lần trước cậu có long huyết nên có thể dùng ảnh thuấn nhiều lần. Nhưng bây giờ cậu đã dùng hết long huyết rồi, nếu cứ như vậy cậu không sợ gia tộc Đạm Đài sẽ giết mình trước hay sao? Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, chị Tiểu Yêu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu không có cô ấy... Tôi đã bị người nhà họ Triệu truy sát đến chết rồi. Tôi cũng không có cơ hội tiến vào Côn Luân Hư, càng không có cơ hội tập võ. Trong tất cả sư phụ sư tỷ, quan hệ của tôi với chị Tiểu Yêu là tốt nhất. Chị ấy không thể có chuyện gì được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng, suy tư một lát rồi nói, nhưng cậu cứ lao đi như thế. Bỗng nhiên, kiếm đoạn long động đậy. Giọng nói của long hồn vang lên, chủ nhân. Tôi có thể sử dụng lực lượng của mình giúp cậu. Diệp Bắc Minh quát, bớt nói nhảm lại. Nói đi, phải làm sao? Long hồn giải thích, cậu cầm kiếm đoạn long, tôi sẽ đốt cháy lực lượng của mình đưa chủ nhân tới gia tộc Đạm Đài. Nhưng mà chủ nhân phải hứa cho tôi máu tươi của 10 vạn người. Chỉ có máu tươi của 10 vạn người mới đủ cho tôi phục hồi lực lượng tổn thất. Diệp Bắc Minh trả lời không chút do dự, chỉ cần ông có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa ta đến gia tộc Đạm Đài thì mạng của bọn họ đều thuộc về ông. Chốt kèo. Long hồn nói. Diệp Bắc Minh lấy kiếm đoạn long ra. Giọng nói của long hồn lại vang lên, chủ nhân, nắm chặt. Ngay sau đó, kiếm đoạn long lao thẳng lên trời cao như hỏa tiễn. Diệp Bắc Minh nắm chặt lấy kiếm đoạn long, nháy mắt đã bay tới độ cao 10.000 mét. Rồi như một ngôi sao chổi bay thẳng tới gia tộc Đạm Đài. Buổi sáng, Đạm Đài Lâm vừa mới rửa mặt xong. Một gã cai ngục bước vào, cô chủ, 10 tên ăn mày cô muốn đã chuẩn bị xong rồi ạ. Đạm Đài Lâm nhe răng cười, đi, đi theo tôi tới địa lao. Vâng, Đạm Đài Lâm nhanh chóng đi vào nơi sâu nhất địa lao. Mấy tên cai ngục canh giữ ở đây, 10 tên ăn mày bẩn thỉu bị xích sắt khóa lại. Trên người chúng bốc một mùi hôi thối tanh tưởi. Có người bị bệnh, da đã có bọc mủ. Đạm Đài Lâm cố nén cơn buồn nôn xuống rồi chỉ vào Đạm Đài Yêu Yêu đang ở trong ngục, đợi lát nữa mấy anh em vào phục vụ con tiện nhân đó một chút nhé. Dùng tất cả mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất, xấu xa nhất mà chúng bây biết. Chúng bây chơi thế nào cũng được, tao chỉ có một yêu cầu là đừng giết chết ả ta. Gương mặt Đạm Đài Yêu Yêu trắng bệch, Đạm Đài Lâm, đồ khốn nạn. Đạm Đài Lâm mỉm cười nói, hồ tộc trời sinh phóng đãng, lẽ nào 10 tên ăn mày này không đủ cho cô chơi hả?
Cô, ánh mắt Đạm Đài Yêu Yêu đầy sự tuyệt vọng. Cô ấy cắn chặt răng, quyết tâm dù tự sát cũng không thể chịu mối nhục này. Đạm Đài Lâm vẫy tay, cởi xích. Cai Ngục bèn tiến lên mở xích. Ánh mắt 10 tên ăn mày đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Đạm Đài Yêu Yêu trong nhà tù. Bọn họ chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như thế. Cho dù cả người cô ấy bị thương đầy máu, nhưng nó vẫn không thể nào che lấp sự quyến rũ của cô ấy. 10 tên ăn mày chạy vọt vào trong ngục, ngay khi bọn họ sắp chạm vào Đạm Đài Yêu Yêu. Chính vào khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông ấy. Gầm gừ, một tiếng rồng ngâm truyền tới, người của nhà Đạm Đài còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì như có một ngôi sao chổi bay tới, đục luôn 10 thần địa lao. Bụi bay mịt mù. Ai đó? Mọi người quay đầu lại. Khói bụi tản đi. Một người thanh niên đang đỏ mắt đi tới. Cơ thể mềm mại của Đạm Đài Lâm run rẩy, khiếp hãi nhìn người thanh niên trước mắt mình. Cậu! Diệp Bắc Minh, cậu vào đây bằng cách nào? Sao có thể chứ? Đạm Đài Lâm biến sắc. Cô ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy 10 tầng địa lao đã bị xuyên thủng. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Khiếp! Đạm Đài Lâm nuốt nước miếng. Chị Tiểu Yêu! Diệp Bắc Minh phẫn nộ hét lên rồi từ từ bước ra. Tiếng loảng xoảng vang lên, sắt thép đúc lên ngục giam vỡ nát. Mấy tên ăn mày tính cưỡng hiếp Đạm Đài Yêu Yêu đều biến thành đống máu, bị kiếm Đoạn Long hấp thu. Diệp Bắc Minh ôm Đạm Đài Yêu Yêu, vô cùng đau lòng nói, chị Yêu Yêu, bọn họ dám làm vậy với chị sao? Chết tiệt, chết tiết, tất cả các người đều đáng chết. Kiếm Đoạn Long chém xuống chặt đứt tất cả mọi xiềng xích trên người Đạm Đài Yêu Yêu. Thằng nhóc đó còn dám đánh tới tận đây. Trong mắt Đạm Đài Lâm tràn đầy nỗi khiếp sợ. Cô ta thừa dịp Diệp Bắc Minh đang cứu người mà nhanh chóng bỏ chạy. Cơ thể mềm mại của Đạm Đài Yêu Yêu run rẩy, tiểu sư đệ, là em sao? Có phải là em không? Diệp Bắc Minh gật đầu nói, là em đây, chị Tiểu Yêu an toàn rồi. Anh đưa tay lấy một viên đan dược ra đút cho Đạm Đài Yêu Yêu ăn. Sắc mặt Đạm Đài Yêu Yêu tươi tắn hơn nhiều, tiểu sư đệ, mau chạy. Đạm Đài là gia tộc thượng cổ, bên trong ẩn chứa rất nhiều, trong tộc còn có mấy vị lão tổ trấn giữ nữa. Em không phải là đối thủ của bọn họ đâu, chạy mau đi. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đau xót nói, chị Tiểu Yêu, người của gia tộc Đạm Đài đối xử với chị như vậy mà. Chạy ư, đó là điều không thể nào. Hôm nay, em phải huyết tẩy nơi đây để đòi lại công bằng cho chị. Nói xong, Diệp Bắc Minh đỡ Đạm Đài Yêu Yêu ngồi dậy. Lấy ra một chiếc áo choàng màu đen cố định cô ấy sau lưng mình. Rồi anh đứng dậy bước ra ngoài địa lao. Đạm Đài Yêu Yêu vừa mới ra khỏi ngục đã thấy một đám người đi tới. Lâm Nhi, đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi có thiên thạch rơi xuống địa lao à? Một ông lão trong đó trầm ngâm, đó chính là Đạm Đài Quyết. Đạm Đài Lâm hô lên, lão tổ, không phải thiên thạch gì đâu ạ. Diệp Bắc Minh, đó là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sao? Người của gia tộc Đạm Đài sửng sốt, mặt đầy vẻ khó tin. Sao lại như vậy, cớ sao Diệp Bắc Minh lại xông vào địa lao của gia tộc Đạm Đài chứ? Tiếng động như thiên thạch rơi kia là do cậu ta tạo thành ư? Mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó, vút, một đường kiếm khí sắc bén từ cửa lớn địa lao bay tới, người của gia tộc Đạm Đài đến hóng chuyện xung quanh đều bị kiếm khí đánh trúng hóa thành đống máu. Ôi! Mấy tên cầm quyền của gia tộc Đạm Đài khiếp sợ rồi biến thành phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn về phía cửa địa lao. Một người thanh niên cõng Đạm Đài Yêu Yêu trên lưng lao ra khỏi ngục giam. Cậu chính là Diệp Bắc Minh sao? Diệp Bắc Minh, cậu đang làm gì thế? Đúng là gan to tài trời, sao dám giết người ở gia tộc Đạm Đài? Mấy người đàn ông trung niên gầm lên. Trả lời cho bọn họ là một kiếm của Diệp Bắc Minh. Kiếm khí sao động mang theo tiếng rồng ngâm. Mấy người đàn ông trung niên vừa lên tiếng kia đã bị kiếm khí chém trúng, lưỡi kiếm lướt qua nháy mắt bọn họ đã thành bãi máu loáng. Cậu! Đồng tử của người gia tộc Đạm Đài co rút, bọn họ hoảng hốt lùi về sau. Đạm Đài Quyết hét to, Diệp Bắc Minh, cậu điên rồi hả? Sao dám đại khai sát giới ở đây chứ? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Không nói một lời. Kiếm thứ hai đã chém xuống. Phụt, phụt, phụt. Một đống máu nổ tung, chốc lát mấy trăm người đã mất mạng,
máu chảy thành sông. Đạm Đài Lâm sợ run chân, chạy trối chết. Cô tính bỏ chạy à? Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn, rồi hóa thành tia sáng lao lên. Mấy chốc đã đến trước mặt Đạm Đài Lâm, cô định đi đâu thế? Đạm Đài Lâm sợ run người, ngã ngồi trên mặt đất, đừng mà, tôi. Diệp Bắc trông hệt như thần chết, ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, là cô tra tấn chị Tiểu Yêu hả? Giết cô thì khoan dung cho cô quá. Quỷ môn thập tam châm có một phương pháp tra tấn, sẽ khiến cô cảm thấy như ác quỷ đang ăn thịt mình. Tôi chưa bao giờ sử dụng nó cho người, nay cô may mắn lắm đấy. Vút, vút, vút. Anh vung tay lên, hơn 10 cái ngâm châm đâm vào cơ thể Đạm Đài Lâm. Ngay sau đó, Đạm Đài Lâm cảm thấy cơ thể mình đau đớn như có cái gì đó đang gặm cắn máu thịt của mình. Á! Một tiếng hét đau thấu ruột thấu gan vang lên. Diệp Bắc Minh lẳng lặng nhìn, đau đớn cơ thể còn lâu mới đủ. Cô cũng phải từ từ tận hưởng nỗi đau từ linh hồn. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, mi tâm Diệp Bắc Minh bỗng mở ra một con mắt dựng thẳng. Đó là con mắt thần ma. Một sợi tơ máu đi vào trong đầu Đạm Đài Lâm, cô ta lấy hai tay ôm chặt đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Không, đừng mà, đừng lại đây. Trong đầu Đạm Đài Lâm xuất hiện vô số ác quỷ cuồng loạn cắn xé máu thịt của cô ta. Kết hợp với quỷ môn thập tam châm sẽ cho cô ta một trải nghiệm rất chân thật. Lúc này, Đạm Đài Lâm đã không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là ảo giác. Á! Đừng mà, cút mau, tụi bây cút mau cho tao. Đạm Đài Lâm lăn lộn trên mặt đất hệt như một con chó điên. Cô ta vươn tay cào cấu máu thịt của chính mình. Diệp Bắc Minh không thèm quan tâm cô ta nữa, anh nhìn kiếm đoạn long trong tay, long hồn, chỉ cần là người của gia tộc Đạm Đài thì mặc cho ông lấy máu. Vâng thưa chủ nhân, long hồn trả lời. Một tia máu quét ngang che phủ cả đất trời. Nơi nó lướt qua những người cầm quyền của gia tộc Đạm Đài đều bay màu. Lòng Đạm Đài Quyết đau như chích máu, Thạch Nhi, Khôn Nhi, Phong Nhi. Không, không, không. Diệp Bắc Minh, cậu đang làm gì đó? Bọn họ đều là tương lai, là hy vọng của gia tộc Đạm Đài tôi. Cậu giết bọn họ, cậu đã giết bọn họ rồi. Đạm Đài Quyết căm hận gào thét như phát điên. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, lão già kia, gia tộc Đạm Đài còn có tương lai hả? Chị Tiểu Yêu bị các người làm tổn thương đến vậy rồi. Nợ máu phải trả bằng máu. Trước kia, tôi không giết lão già nhà ông là muốn cho ông xem thử gia tộc Đạm Đài sẽ bị diệt như thế nào. Kiếm đoạn long giết cho tôi. Giết, giết. Sát thần giận dữ máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, ở ngoài gia tộc Đạm Đài, vô số người tu võ ngẩng đầu nhìn. Bọn họ chỉ thấy một cột sáng đỏ rực như máy bao phủ cả bầu trời gia tộc Đạm Đài. Đó là hướng gia tộc Đạm Đài, có chuyện gì thế? Đã xảy ra gì rồi? Người ngoài đều cùng đổ về gia tộc Đạm Đài. Khi bọn họ tới gần thì đã bị một luồng sát khí khủng khiếp ngăn cản bên ngoài. Đó là một con huyết long ư. Hình như là kiếm đoạn long thì phải. Đó là kiếm đoạn long của Diệp Bắc Minh. Có người nhận ra kiếm đoạn long. Cái gì, đó là kiếm đoạn long sao? Diệp Bắc Minh tàn sát gia tộc Đạm Đài. Mẹ ơi, sao cậu ta dám làm thế? Rất nhiều người tu võ nuốt nước miếng. Vút, một con huyết long bay ra khỏi kiếm đoạn long. Gia tộc Đạm Đài náo loạn, mọi người hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Nơi tia sáng đỏ rực chiếu rọi tới, máu thịt nổ tung. Hàng chục triệu người bị xóa bỏ. Diệp Bắc Minh, dừng tay lại đi. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp gia tộc Đạm Đài. Giọng nói ấy đến từ ngọn núi đằng sau. Nhóc này, cảnh giới thần vương hậu kỳ. Nhưng không chỉ có một mà tận ba người. Giọng tháp càn khôn chấn ngục trầm xuống. Diệp Bắc Minh vẫn lạnh lùng, anh nhìn về phía giọng nói truyền tới. Ba bóng dáng cực kỳ già nua xuất hiện, chân bọn họ dẫm lên không khí, lơ lửng trên bầu trời. Hai lão già, một bà lão. Ba người họ thấy gia tộc Đạm Đài máu chảy thành sông, sắc mặt cực kỳ âm u. Một ông lão trong đó u ám nói, Diệp Bắc Minh, cậu có cần phải giết nhiều người như vậy không? Diệp Bắc Minh nở nụ cười, cần thiết, rất cần thiết. Hôm nay tôi không giết sạch đám súc sinh các người thì thật có lỗi với chị Tiểu Yêu. Bà lão cười khẩy nói, Diệp Bắc Minh, chỉ vì một người đàn bà mà dám đối đầu với gia tộc thượng cổ sao?
Cậu cho rằng chỉ cần giết những người này là có thể phá hủy gia tộc Đạm Đài ư? Cậu tính sai rồi, cậu không thể tưởng tượng nổi bề dày của bọn tôi sâu đến nhường nào đâu. Hôm nay, cho dù cậu tàn sát 100.000 người thì gia tộc Đạm Đài vẫn có thể tồn tại. Diệp Bắc Minh bình thản nói, vậy giết đến long trời lở đất, giết đến khi đại lục chân võ không còn dòng dõi của gia tộc Đạm Đài mới ngừng. Rất khí phách. Cậu, mặt mày bà lão kia xanh như tàu lá chuối. Ông lão bên cạnh nhíu mày nói, Diệp Bắc Minh, cậu đừng tức giận, chúng ta ngồi xuống thương lượng đi. Thương lượng hả, thương cái đầu ông. Diệp Bắc Minh gào lên, các người tra tấn chị tiểu yêu của tôi thành thế rồi mà còn muốn thương lượng với tôi hả? Hôm nay chỉ có một kết quả, một là Diệp Bắc Minh tôi bỏ mạng tại đây. Hai là cả gia tộc Đạm Đài bị diệt vong. Anh hét lên. Tháp Càn Khôn chấn ngục, dốc hết toàn lực cho tôi. Cảnh giới thần vương hậu kỳ gì chứ? Diệt sạch, diệt sạch, diệt sạch cho tôi, con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, anh tức giận thật rồi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn chấn ngục vang lên, nhóc con, cậu có chắc là giết ba người này cùng lúc không? Chắc chắn. Diệp Bắc Minh nghiến răng nói từng chữ một, tôi, phải, tiêu, diệt, gia, tộc, Đạm, Đài. Được. Tháp Càn Khôn chấn ngục trả lời. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy trong mình sôi trào lực lượng đủ khiến người ta khiếp hãi. Kiếm Đoạn Long bay về tay anh rồi tiện tay chém xuống một kiếm ấy khiến cả bầu trời như bị xẻ làm đôi. Sắc mặt cả ba người tái mét, lực lượng khủng khiếp trong Kiếm Đoạn Long bao phủ cả ba người bọn họ. Vậy mà đến tư cách cản đòn bọn họ còn không có, đây là lực lượng gì chứ? Bọn họ như tội phạm tử hình sắp bước lên đoạn đầu đài vậy. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Ba người bọn họ biến mất trong nháy mắt không lưu lại chút máu thịt nào. Ba vị lão tổ ơi, sao lại thành ra thế này? Đạm Đài Quyết trợn tròn mắt. Diệp Bắc Minh, tôi biết mình sai rồi. Đạm Đài Lâm quỳ rạp trên mặt đất, máu thịt trên người lẫn lộn. Cô ta hoảng hốt cầu xin lòng nhân từ anh, xin cậu giết tôi đi, tôi không muốn bị tra tấn nữa. Giết tôi đi, xin cậu giết tôi đi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ta, vừa lòng cô. Anh dậm chân xuống. Cơ thể Đạm Đài Lâm biến thành một đống máu thịt ngổn ngang. Á! Lão Tổ! Những người còn lại thấy ba vị Lão Tổ mất mạng trong mắt thì sợ hãi sụi lơ trên mặt đất. Khụ khụ khụ! Diệp Bắc Minh ho khan, mặt anh trắng bệch. Tháp Càn Khôn chấn ngục dốc hết sức mạnh, gần như tát cạn chân nguyên của anh. Anh lấy mấy viên đan dược ra nuốt hết vào. Danh con! Bây giờ mới nghĩ đến chuyện khôi phục chân nguyên liệu có muộn quá không? Bất chợt, một giọng nói âm u rét lạnh như rắn độc vang lên. Vút, 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 vút. Mấy bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng, bay vút lên không, nhìn xuống Diệp Bắc Minh đang ở dưới đất. Ngay khi cảm nhận được khí tức của bọn họ, Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Dạ, còn có cả nhà họ Giang nữa ư. Một ông lão thuộc nhà họ Ngạo lắc đầu nói, oát con, thông minh lắm, tiếc rằng người thông minh thường không sống lâu. Một ông già thuộc nhà họ Dạ lạnh lùng nhìn anh nói, thế mà cậu còn có thể bùng nổ sức mạnh vượt qua lực lượng bản thân sao, đây là bí mật giúp cậu vô địch nhỉ. Tiếc rằng chúng tôi đã biết bí mật này rồi. Lá bài chưa lật cuối cùng của cậu đã dùng rồi, cậu còn bản lĩnh gì nữa đây? Nhãi danh, cậu không thể trêu chọc gia tộc thượng cổ được đâu. Một giọng nói lạnh như băng vang vọng nghe hết như phán quyết của thần chết, Diệp Bắc Minh, hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Tất cả kết thúc rồi. Mọi người thở dài. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, ai nói tất cả đã kết thúc rồi. Ông lão nhà họ Ngạo kiêu căng nói, hừ, còn giả thần giả quỷ nữa hả? Cậu dùng kiếm long đồ để cuồng nộ, vượt qua giới hạn giết địch. Giờ chân nguyên đã cạn kiệt, còn đánh với bọn tôi kiểu gì chứ? Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, thế hả? Vạn thú, về đây. Một luồng huyết khí ngút trời phóng vút lên trời cao. Cả lũ sửng sốt, bọn họ chỉ thấy ba hư ảnh dạng rồng lao ra từ sau lưng Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, gầm gừ, tiếng ma thú gào thét kinh thiên động địa từ ngọn núi to lớn xa xa vọng tới. Sau đó đến tiếng thứ hai, gào ồ, tiếng thứ ba, gầm, tiếng thứ tư, gầm. Vô số tiếng ma thú gầm thét vang lên, mặt đất rung chấn mãnh liệt, trong rừng rậm mây bụi mịt mù cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Đây là... Mấy lão già cùng quay đầu lại,
trong ánh mắt đầy sự khiếp hãi. Bọn họ hít sâu, mẹ! Trời ơi! Ngay đằng trước, thú triều khủng bố cuồn cuộn dâng lên như sóng thần hung tợn cuốn tới. Thú triều, là thú triều thật đấy. Lòng bốn lão già kia chấn động, lẽ nào đợt thú triều này là do Diệp Bắc Minh triệu hồi tới ư? Cậu ta không tài nào làm được đâu. Ngạo Thương Khung thẳng thừng lắc đầu bác bỏ, trên gương mặt già nua đầy vẻ không tin. Lăng Tác Cổ sững người, đây không phải là thú triều bình thường, dựa vào tiếng động trong khu rừng thì phải có ít nhất 100.000 con. Trùng hợp, chắc là trùng hợp thôi. Đến cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe nói có thú triều 100.000 con ma thú. Thú triều khủng khiếp như vậy cũng đủ san bằng một gia tộc thượng cổ. Giang Kiếm Trần trầm ngâm, cái này chỉ là trùng hợp thôi sao? Ông ta quay đầu nhìn về ông già cuối cùng chưa nói gì, ông Nhân Hoàng, ông nghĩ thế nào? Đó là lão tổ của nhà họ Dạ, Dạ Nhân Hoàng. Ông ta e dè liếc nhìn Diệp Bắc Minh nói, ở đời không có chuyện gì trùng hợp như vậy được, thú triều chắc chắn có liên quan tới cậu ta. Ngạo Thương Khung kiêng dè nói, vậy bây giờ nên làm gì? Cả lũ khó xử. Ở ngoài gia tộc Đạm Đài, một đám người thu võ tụ tập lại. Ở ngoài cùng, một cô gái thoạt nhìn khoảng 20 tuổi đỡ một ông lão, nói ông nội, là tiếng thú triều kéo tới. Lẽ nào tên Diệp Bắc Minh kia triệu hồi 100.000 con ma thú tới đây thật sao? Ông lão suy tư, nhìn về nơi rừng sâu, rốt cuộc tên nhóc ấy có lai lịch gì? Cô gái sợ vỡ mật, tái nhợt nói, ma thú trên mặt đất không nhiều lắm vậy mà cậu ta có thể triệu hồi tới 100.000 con ma thú. Nếu ở trong đại dương vô tận ma thú thì chẳng phải số lượng này lại càng thêm đáng sợ hay sao? Cô gái ấy vừa dứt lời. Gầm gừ. Trong khu rừng, khói bụi bay mù mịt, đất rừng rung chuyển. Đám quái vật đầu tiên lao ra khỏi khu rừng đã hơn cấp 8 rồi. Bây giờ mới có 30 con ma thú cấp 11 liều chết hùng hổ xuống về phía lũ Giang Kiếm Trần. Giang Kiếm Trần gầm lên, lũ súc sinh chúng bây dám khiêu khích uy nghiêm của lão phu hả? Chết đi! Ông ta đưa tay lên vung kiếm xuống, lũ ma thú đang hừng hực xông tới hy sinh. Máu tươi bay tán loạn. Ngay sau đó, gầm gừ, lại có hơn 10 con ma thú chạy tới, Giang Kiếm Trần lại vung tay lên chém ra một lưỡi kiếm. Máu thịt tung bay, trước mắt ông ta giờ chỉ có màu đỏ thẫm. Gầm gừ, đợt ma thú thứ ba kéo tới, chúng ùn ùn kéo tới như vô tận không ngừng nghỉ. Giang Kiếm Trần tàn sát nhiều đến mức hai mắt cũng đỏ ngầu cả lên, lão phu không tin không giết hết được bọn ma thú chúng bây. Diệp Bắc Minh, hôm nay, cho dù bao nhiêu ma thú kéo đến đây đi nữa thì lão phu vẫn sẽ tiêu diệt toàn bộ. Kiếm thần nhà họ Giang gào thét vang trời, xông vào bầy thú ổ ạt ngoài kia. Ngạo Thương Khung cầm một thanh đao vàng trong tay, vung đao tứ phía, giết chóc trong điên cuồng. Gương mặt đầy nếp nhăn của Lăng Tác Cổ lạnh như băng. Ông ta tàn sát tứ phía với ngọn giáo dài trong tay như chiến thần. Một con ma viên xông tới, dương nanh múa vuốt toàn tóm lấy đầu Dạ Nhân Hoàng. Dạ Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, tung một cú đấm đâm thủng lồng ngực của ma viên. Xoẹt! Con mãnh hổ từ bên cạnh bổ nhào đến có một viên bảo thạch màu xanh lam được ngưng tụ giữa mi tâm, viên bảo thạch ấy lóe lên tia sáng kỳ lạ. Chết đi! Dạ Nhân Hoàng hét lên thật to. Nhảy lên không trung rồi tàn nhẫn đạp vào mãnh hổ mà không chút nương tình. Đầu mãnh hổ nổ tung, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ông ta lạnh lùng quay đầu lại, Diệp Bắc Minh, chờ đến khi lão phu giết xong bọn ma thú này sẽ là ngày chết của mày. Xong, ông ta chưa kịp nói hết câu này thì mười mấy con ma thú cấp 11 lại ồ ạt xông tới. Dạ Nhân Hoàng vừa phất tay một cái đã làm 8 con ma thú chết tươi. Khi ông ta chém chết một con rắn đen, máu rắn văng tung tóe, bắn trúng tay Dạ Nhân Hoàng. Trong thoáng chốc, bàn tay ông ta đã bị ăn mòn mất một mảng lớn. Chết tiệt! Dạ Nhân Hoàng giận dữ gầm thét, tức giận giết chết ma thú bốn phía quanh đây. Ngay sau đó, lại một bầy thú đông như nêm kéo tới. Phía bên kia, một con ma ưng phóng về phía đầu Ngạo Thương Khung với tốc độ nhanh như chớp. Dám đánh lén lão phu à? Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngạo Thương Khung quát tháo, chém thanh đao vàng trong tay ra, bổ ma ưng làm hai nửa. Nhưng trước khi chết, ma ưng đã kịp cào rách khuôn mặt già cỗi của Ngạo Thương Khung. Lăng Tác Cổ giết một mạch hơn 1.000 con ma thú, thi thể ma thú chất chồng dưới chân ông ta như núi.
Ông ta chưa kịp thở dốc lấy hơi thì mấy trăm con ma thú lại bao vây ông ta một lần nữa. Hai mắt Lăng Tác cổ long sòng sọc, tóc tai bù xù, đệt mẹ. Mấy con súc sinh này không sợ chết à? Nhào lên, có bao nhiêu lão phu giết bấy nhiêu. Liễu Tiêu Vân hệt một con dã thú đang rít gào. Hai tiếng trôi qua. Mặt đất dưới chân bốn lão già đã máu chảy thành sông, cả bốn người họ cũng mình mẩy máu me be bét. Ai nấy cũng đều bị thương, tuy muốn tiếp tục chiến đấu nhưng sức lực lại đang cạn kiệt dần. Lúc này bọn họ đã tụ tập một chỗ, bọn ma thú cũng nhào tới liên tục như thể không muốn sống nữa vậy. Lăng Tác cổ vung một nhát kiếm chém chết mười mấy con ma thú, giận dữ hét lớn, thằng khốn này biết ma thú bình thường không giết chết được chúng ta nên cố ý tiêu hao sức lực của chúng ta đây mà. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ bị kiệt quệ đến chết mất. Ngạo Thương Khung nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, cùng ra tay đi, giết cậu ta đã rồi tính sau. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân dưới đất. Anh đang hồi phục sức mạnh của mình. Hơn 1000 con sư tử đang bao quanh gần đó để bảo vệ anh. Giết! Giang Kiếm Trần chém một kiếm vào không khí, giết chết hơn 100 ma thú, gần như sắp lao đến trước người Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, mấy chục con sư tử không hẹn mà cùng bổ nhào tới, không ngờ chúng lại dùng chính thân xác của mình để ngăn cản nhát kiếm của Giang Kiếm Trần. Phụt, 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 gào. Một tiếng gào thét vang lên. Mấy chục con sư tử đi đời nhà ma trong chốc lát. Giang Kiếm Trần mở một con đường máu, không ngờ lại kéo gần được khoảng cách với Diệp Bắc Minh thật. 100 mét, 50 mét, 30 mét, 20 mét. Vô số sư tử ngã xuống dưới chân Giang Kiếm Trần, gương mặt già cỗi của ông ta hiện rõ nét điên rồ, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh, cho dù mày triệu hồi 100.000 con ma thú đến thì sao? Ngày này năm sau vẫn là ngày giỗ của mày thôi. Một nhát kiếm phóng tới, đâm về phía trái tim của Diệp Bắc Minh. Đột nhiên. Vậy à? Một giọng nói lạnh như băng cất lên. Diệp Bắc Minh mở mắt. Nhếch mép cười khẩy, người giết được tôi vẫn chưa được sinh ra đâu. Anh tóm lấy lưỡi kiếm một cách dễ dàng. Không thể tin được, cho dù Giang Kiếm Trần đẩy mạnh cách mấy thì vẫn không thể nào đâm kiếm tới được. Vững chắc như đá tảng. Mày! Vẻ kinh hoàng tràn ngập khuôn mặt già nua của Giang Kiếm Trần. Ánh mắt ông ta vô cùng sợ hãi. Sao có thể? Mày hồi phục rồi ư? Nhưng cho dù hồi phục rồi thì cũng không thể nào chống lại sức mạnh của tao được. Tiếng hét đầy không cam tâm vang lên, lão phu là kiếm thần của nhà họ Giang cơ mà. Diệp Bắc Minh kéo về, Giang Kiếm Trần cũng nhào về phía mình. Một cú đấm được tung ra, long trời lở đất. Phụt, Giang Kiếm Trần phun một ngụm máu tươi ra, bay thẳng ra ngoài như con diều đứt dây. Ông ta ngã phịch xuống đất, trông ông ta chật vật vô cùng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng thốt, kiếm thần gì mà yếu như sên. Ngạo Thương Khung sững sờ, ơ kìa. Trời đất! Lăng Tác cổ run bần bật, hít một hơi thật sâu. Giang Kiếm Trần là người mạnh nhất trong bốn người họ. Thế mà ông ta lại bị Diệp Bắc Minh đánh bại ư? Đôi mắt đục ngầu của dã nhân hoàng đỏ đến mức tưởng chừng ứa ra máu, co giật dữ dội. Người ông ta run bần bật. Thật là khủng khiếp. Không thể tin được. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lão phu sẽ bỏ mạng tại đây thật mất. Chết tiệt, rốt cuộc tên này sở hữu sức mạnh gì mà khiếp thế. Dạ nhân hoàng nhìn thoáng qua xung quanh, ma thú vẫn còn tụ tập đông nghịt. Tại sao những con ma thú này lại nghe lời cậu ta? Tại sao chứ? Dạ nhân hoàng thầm gào thét trong bụng. Đúng lúc này, Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy. Anh bước từng bước đi tới trước mặt Giang Kiếm Trần đang nằm thoi thóp như một con chó chết, giơ chân nhắm ngay đầu ông ta. Giang Kiếm Trần hoảng hốt tột độ. Diệp Bắc Minh, khoan đã. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng bật một câu chốt hạ, khoan cái đầu ông. Diệp Bắc Minh giẫm xuống mà không chút khoan nhượng. Trong chốc lát, đầu Giang Kiếm Trần nổ tung, hóa thành một vũng máu nhảy nhụa. Ông Giang, gương mặt già cỗi của Ngạo Thương Khung và Lăng Tác cổ trắng bệch. Vút, hai người chưa kịp có thời gian phản ứng thì đột nhiên có một cơn gió mạnh ùa tới. Quay phát lại nhìn. Hai người họ không khỏi chửi ầm lên, đậu má. Dạ nhân hoàng, sao lão già nhà ông lại bỏ chạy một mình hả? Dạ nhân hoàng không thèm ngoảnh đầu lại, đồ ngu. Giờ mà không chạy thì chờ chết à? Ông,
sắc mặt của Ngạo Thương Khung và Lăng Tác Cổ càng khó coi hơn nữa. Bỗng nhiên, một tia sát ý lạnh thấu xương ập tới. Hai người ngoảnh đầu lại theo phản xạ, Diệp Bắc Minh đã đứng sừng sững trước mặt họ từ lúc nào không hay. Bọn họ vừa định lên tiếng, thì kiếm Đoạn Long đã quét tới, đồng tử của hai người thoát cái co rút, bàng hoàng há miệng. Ngay giây phút ngoái đầu lại, Dã Nhân Hoàng tình cờ chứng kiến cảnh tượng hai cái đầu bay lên thật cao. Ông giật bắn, dẫn đến tốc độ chậm mất nửa nhịp. Giây kế tiếp, giọng nói đáng sợ như tử thần đến từ cõi âm ti của Diệp Bắc Minh cất lên từ trên đỉnh đầu ông ta, ông tưởng ông chạy thoát được sao? Mày! Dã Nhân Hoàng ngẩng đầu, con ngươi co rút. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, chém xuống. Không! Dã Nhân Hoàng điên cuồng kêu la thảm thiết, một tiếng rồng gầm thét vang lên, máu văng tung tóe khắp nơi. Đến đây, trong gia tộc Đạm Đài, ngoại trừ Diệp Bắc Minh và Đạm Đài Yêu Yêu ra thì không còn ai sống sót. Bầu không khí ngoài kia chìm vào sự im lặng chết chóc, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh. Đường đường một gia tộc thượng cổ mà lại bị tiêu diệt một cách chóng vánh như thế ư. Lão tổ của bốn gia tộc thượng cổ cùng nhau ra tay mà lại bị chém hết toàn bộ. Rốt cuộc anh là ai? Quả là khủng khiếp. Sát thần, Diệp sát thần, có kẻ nuốt nước miếng cái ực. Một người đàn ông trung niên kế bên cúi gằm mặt xuống đất, hôm đó ở Trụy Long Cốc, hắn ta tự xưng là sát thần nhưng nhiều người đều khinh thường ra mặt. Kể từ hôm nay trở đi, e rằng danh hiệu sát thần sẽ trở thành hiện thực rồi. Đây là một gia tộc thượng cổ đấy, mà cứ thế diệt vong ư. Sức một mình cậu ta đã tiêu diệt được một gia tộc thượng cổ. Huyền thoại vô địch của gia tộc thượng cổ đã chấm dứt rồi ư. Diệp Bắc Minh, Diệp sát thần. Sau này ai mà nghe thấy cái tên này chắc đều hoảng sợ lắm. Ực, nhiều người thu võ bàng hoàng nuốt nước miếng, sợ tới mức tim đập bình bịch như sắp nổ tung. Người xung quanh không dám động đậy chút nào, chỉ biết trợn to mắt mà nhìn chằm chằm vào gia tộc Đạm Đài. Giữa bầu không khí yên lặng như tờ, Diệp Bắc Minh quát lớn, bây giờ tao sẽ thực hiện lời hứa đã hứa với chúng mày. Gào, những con ma thú còn sống ngay lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét. Kế đó, một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra trước mắt những người tại đây, hơn 10.000 ma thú con chạy băng băng ra khỏi rừng. Chúng đồng loạt lao tới dưới chân Diệp Bắc Minh. Anh lại gần một cái hồ. Giơ tay lên, cắt cổ tay. Máu tươi phun ồ ạt như suối, rơi xuống hồ. Gào, gào. Những con chúa sơn lâm kia đang rít gào, lom lom nhìn máu của Diệp Bắc Minh một cách thèm thuồng. Tuy nhiên, không một con ma thú nào tiến lên. Sau khi thét gào mấy lần, bọn ma thú còn tranh nhau nhảy vào hồ nước như đã hóa điên. Chúng điên cuồng uống nước. Cho dù đó là dòng máu thú hoàng đã pha loãng thì vẫn đem lại lợi ích rất lớn cho bọn chúng. Đáng để chúng đánh đổi bằng tính mạng của bố mẹ mình. Trong vòng 15 phút ngắn ngủi, không ngờ nước hồ đã bị uống cạn. Cậu ta đang làm gì thế? Những con ma thú này bị gì vậy? Tất cả những người tu võ đang đứng ở ngoài đều sửng sốt. Chỉ có ông lão ban đầu là biến sắc, dường như ông ta vừa sực nghĩ đến điều gì chuyện này. Chẳng lẽ cậu ta, sao có thể? Thiếu nữ bên cạnh tỏ ra khó hiểu, ông nội, sao thế ạ? Không có gì đâu. Ông lão lắc đầu với vẻ mặt đầy nặng nề. Thiếu nữ bĩu môi, xùy, lại úp úp mở mở. Diệp Bắc Minh trở lại trước mặt Đạm Đài Yêu Yêu, cô ấy đang được Diệp Bắc Minh đắp áo khoác lên người, chìm trong giấc ngủ say nồng. Dù cho tiếng la hét, chém giết ngoài kia vang trời thì cô ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chị Tiểu Yêu, em đưa chị về nhà. Diệp Bắc Minh bế Đạm Đài Yêu Yêu lên. Đúng lúc này, anh chợt cảm nhận được có người đến gần. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, gia tộc Đạm Đài đã bị tiêu diệt mà vẫn còn kẻ không biết sống chết à. Một ông lão và thiếu nữ đi tới, cậu Diệp đừng hiểu lầm, lão phu là Cổ Thông Thiên, đến từ nhà họ Cổ ở Tinh Hải. Còn đây là cháu gái của tôi, Cổ Tuyền. Hai ông cháu chúng tôi không có ý đối địch với cậu Diệp, trái lại chúng tôi đến đây với nhã ý muốn kết giao với cậu. Thấy hai người không tỏa ra sát khí. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh mới dịu đi đôi phần, khỏi. Anh vừa định rời đi thì một vầng sáng bất chợt bừng lên từ cơ thể Đạm Đài Yêu Yêu. Ngay sau đó, từng hoa văn kỳ lạ xuất hiện trên làn da vốn trắng nõn của cô ấy. Yêu tộc. Gương mặt già cỗi của Cổ Thông Thiên bỗng nhiên tái nhợt. Hả, yêu tộc,
Gương mặt Cổ Tuyền ngập tràn nét khiếp sợ, đây là yêu tộc đã hóa hình thành công ư? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm, ý cô là gì? Rốt cuộc hai người biết gì? Làm gì có chuyện chị tiểu yêu của tôi là yêu tộc được? Nét mặt Cổ Thông Thiên thay đổi xoành xoạch, ông ta quay đầu lại, thoáng nhìn những người tu võ đang đứng ở bên ngoài. Cậu Diệp, ở đây đông người quá, nói chuyện sẽ dễ bị người khác biết, nếu cậu tin lão phu thì chúng ta sang địa điểm khác, lão phu sẽ tự mình giải đáp cho cậu. Sau một trầm ngâm suy nghĩ, Cổ Thông Thiên ngỏ ý. Cổ Tuyền bổ sung thêm, anh đừng lo, nhà họ Cổ tôi không giống những thế lực kia đâu. Chúng tôi không có ác ý với yêu tộc, lại càng không truy sát yêu tộc. Truy sát yêu tộc ư? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Xét về mức độ nào đó, anh cũng được xem như yêu tộc. Lẽ nào sở dĩ bố mẹ không lộ diện là vì có liên quan đến chuyện này? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Chuyện đã xảy ra tại gia tộc Đạm Đài được lan truyền khắp đại lục chân võ như một cơn gió. Gia tộc Đạm Đài đã bị tiêu diệt rồi ư? Trời đất, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba vị lão tổ cảnh giới thần chủ hậu kỳ nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Dạ đều đã chết rồi. Vị kiếm thần ở nhà họ Giang cũng chôn thân tại gia tộc Đạm Đài nốt. Tin tức này vừa được lan truyền. Các thế lực hùng hậu xôn xao trong nháy mắt. Hễ những ai nghe thấy tin tức này đều không kìm được mà nghẹt thở, mặt đỏ tía tai. Có người lớn tiếng hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Theo như tin tức được truyền về từ gia tộc Đạm Đài thì hình như có một bầy thú gồm 100.000 con sư tử kéo tới. Trời! Bầy thú gồm 100.000 con sư tử. Không được đã bao lâu trôi qua, cuối cùng những người nghe được tin đồn mới hoàn hồn. Ai nấy cũng bất giác run bần bật, nét mặt đầy bàng hoàng. Cùng lúc đó, tinh cung, tại phòng của một cô gái nào đó. Chị Nhan, có chuyện lớn rồi. Một giọng nói đầy lo lắng truyền đến. Một thiếu nữ mở cửa phòng Nhan như ngọc ra, chạy vào với một tờ giấy tuyên thành chằng chịt chữ trên tay, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Nhan như ngọc nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp của La Vãn Vãn hiện lên vẻ thảng thốt, một trong thập đại gia tộc thượng cổ, gia tộc Đạm Đài, đã bị tiêu diệt rồi. Lão tổ cảnh giới thần chủ hậu kỳ Lăng Tác Cổ của nhà họ Lăng, Ngạo Thương Khung của nhà họ Ngạo. Dạ Nhân Hoàng của nhà họ Dạ, cả vị lão tổ kiếm thần của nhà họ Giang nữa, tất cả đã chết cả rồi. Nhan như ngọc giật mình, chuyện này là sao? Ai làm, ai mà có bản lĩnh thế? Trông La Vãn Vãn hoảng sợ thất rõ, còn có thể là ai? Chính là tên khốn kiếp đó đấy ạ. Ai cơ? Nhan như ngọc sửng sốt, tên khốn kiếp nào cơ? La Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, Diệp Bắc Minh, tên khốn Diệp Bắc Minh đấy ạ. Nhan như ngọc há hốc mồm, cậu ta ư? Sao cậu ta làm được? Tại một nơi heo hút trong khu vườn phía sau gia tộc Đạm Đài. Diệp Bắc Minh cất lời, nơi này không có ai, giờ ông nói đi. Cổ Tuyền nhắc nhở anh, này, anh có biết thân phận của ông nội tôi là gì không đấy? Chính anh là người cần nhờ và ông ấy cơ mà, anh tỏ thái độ gì thế hả? Cổ Thông Thiên của trách, Tuyền Nhi, im lặng. Đoạn ông ta khẽ mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, cháu gái tôi được triều giết sinh hư ấy mà. Cậu đừng để ý, con người Tuyền Nhi không xấu đâu. Cổ Tuyền ngẩn người, cô ấy chưa bao giờ thấy ông nội đối xử khép nép với ai như thế cả. Cho dù những khi gặp đủ loại người tài xuất chúng trong nhà họ Cổ thì ông nội vẫn uy nghiêm vô cùng. Hôm nay ông nội sao thế nhỉ? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sao, mong tiền bối Cổ hãy kể cho tôi biết chuyện về yêu tộc. Tiền bối, ha ha, Cổ Thông Thiên cười vui vẻ. Ông ta rất thích được gọi là tiền bối. Con người Diệp Bắc Minh luôn như thế. Ông tôn trọng tôi một thước, tôi kính ông một trượng. Cậu Diệp, cậu thật sự không biết cô gái này là yêu tộc sao? Nét mặt Cổ Thông Thiên trở nên nghiêm nghị. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không biết. Mà yêu tộc thì sao? Hồi nãy ông nói truy sát là chuyện gì nữa? Cổ Thông Thiên nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ ngờ vực. Nhưng lại thấy khuôn mặt Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh như thường. Chẳng giống nói dối chút nào. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh mà quan sát, xem ra cậu Diệp vẫn chưa biết, từ xưa đến nay, những cuộc tranh chấp giữa con người và yêu tộc chưa bao giờ dừng. Con người săn giết ma thú nhằm lấy tinh hạch. Còn những ma thú hóa hình thành công chính là yêu tộc. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chị tiểu yêu là con người ngay từ khi tôi mới biết chị ấy rồi.
Hơn nữa, ban đầu thực lực của chị ấy còn không bằng ma thú cấp 12, chị ấy không thể nào là yêu tộc hóa hình thành con người được. Cổ Thông Thiên mỉm cười, cậu Diệp đừng vội, vẫn còn một trường hợp khác có thể xảy ra. Con người và yêu tộc kết hợp với nhau thì có thể sinh ra yêu tộc trong hình hài con người ngay từ khi lọt lòng. Ông ta nhìn Đạm Đài Yêu Yêu, có lẽ bố của cô gái này là con người. Diệp Bắc Minh im lặng. Cổ Thông Thiên nói đúng. Chắc hẳn bố của chị Tiểu Yêu là người của gia tộc Đạm Đài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.